Nay bài đầu tiên thì sư xin chia sẻ về cái siêu âm tim thai. Mục tiêu bài này là mình phải nắm được các lợi ích của chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh trước sinh. Thứ hai là các cấp độ chẩn đoán. Thứ ba là chỉ định siêu âm tim thai. Và thứ tư là cũng là phần quan trọng, đó là chúng ta phải nắm được các cơ bản ở trong siêu âm tim thai. Về lợi ích của chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh trước sinh thì các anh chị cũng thấy đó là nó cải thiện tỷ lệ tử vong và bệnh tật sau sinh. Thứ hai là tìm các bất thường khác phối hợp, bởi vì cái dị tật tim bẩm sinh thì thường nó nằm ở trong một cái bệnh di truyền, cho nên là bất thường cơ quan này thường nó liên quan đến. Cái lợi ích thứ ba là giúp chúng ta tham vấn và tiên lượng trong thai kỳ cũng như sau sanh, giúp tham vấn về mặt di truyền. Và một cái lợi ích nữa là giúp chúng ta điều trị ở trong bào thai. Điều trị ở trong bào thai thì ở trên thế giới người ta đã tiến hành 5 các cái van, như van hẹp van động mạch chủ, hẹp van động mạch phổi, để phục hồi lại trái tim. Còn ở Việt Nam thì hiện nay thì ở trong bào thai thì chỉ dừng lại ở cái điều trị rối loạn nhịp. Và chúng ta cũng có thể giúp bố mẹ hướng dẫn về mặt tâm lý tốt lúc sinh, để cho bố mẹ đỡ bị stress. Và chúng ta tổ chức và lập kế hoạch một cách trước sinh một cách chu đáo, để bé được sinh ở nơi được an toàn. Và người ta thấy rằng là chuyển viện trong bào thai thì lúc nào cũng an toàn hơn là chúng ta chuyển viện sau sinh. Và một cái mà không mong muốn đó là chấm dứt thai kỳ. Đối với những cái trường hợp mà dị tật nặng không thể sửa chữa được hoàn toàn sau sinh, hoặc là có các cái dị tật khác kèm theo. Trên cái sơ đồ này các anh chị thấy, biểu đồ này các anh chị thấy là nếu mà có dị tật ở tim thì dị tật ở ngoài tim kèm theo cũng khá là nhiều ha. Như là dị tật của hệ thần kinh trung ương là lên tới 7%, của hệ tiêu hóa là lên 16%, của thành bụng là 14%, của hệ niệu dục là 7%. Còn nếu mà chúng ta có bất thường ở ngoài tim thì bất thường ở tim nó sẽ cũng tăng rất là cao, ví dụ như bất thường hệ thần kinh trung ương, bất thường tiêu hóa, phổi, niệu dục hay là hệ xương, thì cái nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh lên tới gần 5 cho tới 10%. Về chỉ định siêu âm tim thai thì chúng ta có ba cái nhóm chỉ định chính. Nhóm thứ nhất là có tiền căn gia đình mà làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim thai. Có nghĩa là trong gia đình đó đã có người bị tim bẩm sinh rồi, hay là bố mẹ bị tim bẩm sinh, hoặc là có anh chị em đã bị tim bẩm sinh rồi, thì em bé đó cái nguy cơ bị tim bẩm sinh rất là cao. Cái nhóm chỉ định thứ hai là người mẹ, chính bản thân người mẹ đó có nguy cơ cao khi mang thai, làm bé dễ bị mắc bệnh tim bẩm sinh, ví dụ như là mẹ bị các cái bệnh động kinh, phải dùng thuốc chống động kinh, mẹ chiếu tia xạ, hay là dùng các cái thuốc chống ung thư trong giai đoạn sớm, hay là người mẹ, đặc biệt là ngày nay người ta quan tâm đến những người mẹ mà bị đái tháo đường trong thai kỳ. Cái nhóm thứ ba đó là những dấu hiệu thai nhi có bệnh tim mạch cao, chính ví dụ như là em bé có những cái dị tật của các cơ quan khác chẳng hạn, hay là dấu hiệu đa ối, dấu hiệu của các dấu hiệu rối loạn nhịp vân vân. Và đặc biệt thì người ta để ý tới những cái trẻ mà có cái độ mờ da gáy đo lúc 12 tuần cao, thì cái nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh cũng cao, mặc dù có kết quả chọc ối là bình thường. Thì đây là cái bản chỉ định chi tiết về cái chuyện mà nãy tôi tóm tắt lại các ba yếu tố về gia đình, yếu tố của thai phụ và yếu tố của chính thai nhi. Thì ví dụ như có một bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh thì nguy cơ nó khác, còn hai bé thì khác ha. Mẹ mắc bệnh tim bẩm sinh thì nguy cơ nó khác, bố cũng vậy. Hoặc là mẹ bị đái tháo đường, tiểu phenylketonuria, tiếp xúc với cái chất gây quái thai như là dùng các thuốc chống động kinh nè, vitamin A liều cao, nhiễm siêu vi, rubella, cytomegalovirus, hoặc là siêu âm sản tầm soát sản khoa người ta thấy bất thường, có rối loạn nhịp, có tăng hoẳng ngoài sau gáy, vân vân.
Thì nếu mà chúng ta tuân theo những cái chỉ định này thì từ năm 1990 người ta đã tổng kết và cho thấy là cái tỷ lệ mà lúc đầu trên gần 1.300 trường hợp gửi tới siêu âm tim thai đa phần là chỉ định có tiền căn gia đình mắc bệnh tim bẩm sinh. Còn chỉ có khoảng 20% là người ta chỉ định là có nghi ngờ phát hiện bệnh bệnh tim bẩm sinh ở ở tầm soát sản khoa. Nhưng mà cái kết quả ra khi mà có trên 200 trường hợp bệnh tim bẩm sinh phát hiện thì người ta thấy là gần hơn 60% là ở cái nhóm mà nghi ngờ có bệnh tim bẩm sinh. Như vậy là cái nghiên cứu từ năm 90 đã nhấn mạnh cái vai trò của bác sĩ sàng lọc. Nếu mà bác sĩ sàng lọc nghi ngờ thì cái tỷ lệ mà phát hiện dị tật rất cao, trong khi đó cái tỷ lệ mà chúng ta chỉ dựa vào tỷ lệ kinh điển của cái nhóm mà nguy cơ cao á, thì cái tỷ lệ phát hiện chưa tới 20%. Cũng tương tự như vậy thì cái nghiên cứu của chính tác giả Sạc Lan này năm 2004 trên gần 3.000 trường hợp bệnh tim bẩm sinh tại bệnh viện Guy's London á, thì tác giả nhận ra là 80% bệnh nhân có tiền bệnh tim bẩm sinh thì nằm ở trong cái nhóm không có yếu tố nguy cơ, chỉ có 20% là nằm ở cái nhóm yếu tố nguy cơ. Điều này chúng ta cũng không có bất ngờ, là bởi vì những bà mẹ mà có yếu tố nguy cơ rồi thì cái khả năng mang thai thai họ cũng không có cao. Do đó cái số lượng mà người mắc nguy cơ cao này họ mang thai rất là ít, mặc dù cái tỷ lệ họ sinh ra bệnh tim bẩm sinh cao, nhưng mà cái số lượng ít cho nên là nhân ra không có đông. Trong khi đó cái nhóm mà cộng đồng nói chung á, không có yếu tố nguy cơ họ sinh rất là đông, tỷ lệ thấp nhưng mà nhân ra cái số lượng rất là lớn. Tôi hay dùng cái hình tượng để anh chị dễ hình dung ra là ví dụ như những bà mẹ trên 35 tuần thì nguy cơ sinh con mắc bệnh Down rất là cao, nhưng mà cái khả năng sinh con của họ không có lớn, cái số lượng nó cũng không có đông. Cho nên là nếu mà chúng ta tầm soát những bà mẹ trên 35 tuổi mà để phát hiện ra bệnh tim bẩm sinh hay là bệnh Down á, thì rất là ít. Trong khi đó những cái bà mẹ mà dưới 35 tuổi thì cái số lượng rất là đông. Cho nên là cái bệnh Down ở trong cộng đồng đó rất là nhiều. Nếu mà chúng ta không tầm soát thì chúng ta sẽ bỏ sót rất là nhiều. Và cái nghiên cứu năm 2007 của Aseman và Cộng sự cũng cho thấy là khi nghiên cứu trên 77.000 trẻ sinh sống ở cái bang Nevada, Hoa Kỳ á, thì ổng thấy rằng là chỉ có 36% bệnh tim bẩm sinh là được phát hiện trước sinh, còn 64% là phát hiện được bệnh tim bẩm sinh sau sinh. Với một cái đất nước phát triển như Hoa Kỳ vào thời điểm 2007 là hầu hết các thai phụ này đều có siêu âm ở 3 tháng giữa hết, nhưng mà cái kết quả cho thấy là vẫn có chỉ có 36% bệnh tim bẩm sinh được phát hiện trước sinh. Mà cũng thời điểm đó các cái dị tật khác như là dị tật của hệ thần kinh trung ương, dị tật thận hay là cột sống thì cái tỷ lệ mà phát hiện ra tới 80% lần. Như vậy thì cái tim bẩm sinh nó có cái gì khó khăn, mặc dù đã có một số hướng dẫn của Hiệp hội Sản phụ khoa quốc tế, nhưng mà tới thời điểm 2007 thì cái tỷ lệ phát hiện cũng không có cao. Cho nên tác giả có đưa ra một nhận định là đây là thời điểm chúng ta phải chấp nhận cái thất bại của các cái tiếp cận cũng như các cái khuyến cáo trước đây, và chúng ta phải tìm ra những cái bằng chứng mới tốt hơn để mà tầm soát tim thai. Và đây là thời điểm ổng khuyến cáo chúng ta nên siêu âm tim thai chi tiết. Khi mà chúng ta đưa ra cái khuyến cáo siêu âm tim thai chi tiết như vậy á, thì chúng ta hiểu rằng nó sẽ vướng vào hai khía cạnh. Một khía cạnh thứ nhất là khía cạnh thực hành, khía cạnh thứ hai là khía cạnh tài chính. Cái khía cạnh thực hành tức là chúng ta phải có đủ nhân sự để làm siêu âm tim thai chi tiết. Cái thứ hai là về mặt tài chính, tức là khi đã được đưa vô khuyến cáo tức là siêu âm tim thai sẽ được bảo hiểm chi trả. Và tác giả cũng có ghi nhận là nếu mà chúng ta không bắt đầu huấn luyện nhân sự bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục những cái thực hành mà không có hiệu quả như trước đây. Do đó là có những cái chương trình huấn luyện bác sĩ biết cách tầm soát cũng như biết cách siêu âm tim thai chi tiết để sàng lọc những cái bệnh tim bẩm sinh. Về chiến lược chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh trước sinh thì chúng ta chia ra làm hai cấp độ chẩn đoán. Cấp độ 1 là gọi là cấp độ sàng lọc. Cấp độ 2 là cấp độ chẩn đoán.
Thì cái cấp độ một sàng lọc đó là thường là do các bác sĩ sản phụ khoa hay là bác sĩ siêu âm ban đầu, thường là siêu âm ở 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối thai kỳ, xem 4 buồng tim xuất phát của đại động mạch ha. Và ngày nay người ta đã chuẩn hóa 5 mạch cắt ngang cơ bản. Khi các anh chị sàng lọc thì các anh chị phải thực hiện đủ và đúng 5 mạch cắt ngang cơ bản này. Nếu mà có bất thường hoặc nghi ngờ thì chúng ta sẽ chuyển lên tuyến tuyến trên. Cấp độ 2 là thường do bác sĩ tim mạch nhi đã được đào tạo về siêu âm tim thai tiến hành. Bác sĩ tim mạch nhi này có nhiệm vụ chẩn đoán, tiên lượng và lập kế hoạch trước sinh một cách cụ thể. Thực ra thì bác sĩ tim mạch nhi cũng không có giỏi hơn gì so với bác sĩ sàng lọc. Nhưng mà bác sĩ tim mạch nhi tại vì ở trong cái chuyên ngành tim mạch cho nên người ta hiểu rõ được cái bệnh lý đó. Thứ hai nữa là người ta sẽ biết được là bệnh này có cần phải cấp cứu sơ sinh không, sinh ở nơi nào, và ở đâu thì sẽ mổ tốt, tỷ lệ mổ thành công là bao nhiêu. Do đó họ sẽ lập kế hoạch trước sinh cho bé được cụ thể hơn. Trước khi siêu âm tim thai thì lúc nào tôi cũng nhắc lại các anh chị về phôi thai học ha. Khi phôi thai học thì cái tóm tắt của trên cái hình này cho ta thấy là cái quá trình hình thành của trái tim thì bắt đầu từ tuần lễ thứ 3 và nó kết thúc ở cuối tuần lễ thứ 9. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng ở trong giai đoạn này là giai đoạn hình thành của trái tim. Cho nên nếu mà có yếu tố tác động nào ở trong cái giai đoạn này thì sẽ dễ gây ra cái dị tật ở tim. Đó là cái thứ nhất. Ví dụ như người mẹ dùng thuốc, người mẹ bị chiếu tia xạ hoặc là bị nhiễm siêu vi ở giai đoạn này thì cái nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh rất là cao. Cái thứ hai chúng ta cũng hiểu là sau 9 tuần thì cái tim thai nó đã hoàn thiện. Do đó thường là khi mà nó đã hoàn thiện rồi thì nó đã sẽ bình thường. Nếu mà chúng ta phát hiện bất thường ở sau cái thời điểm này thì thường là nó bất thường luôn, chứ hiếm khi nào mà nó sẽ trở lại bình thường được nha. Đó là cái quá trình phôi thai học của trái tim nó như vậy. Do đó ở các trung tâm mà phát triển trên thế giới thì người ta tiến hành siêu âm tim thai sớm từ lúc 12 tuần để phát hiện sớm dị tật của tim thai. Cái sơ đồ này cho chúng ta thấy cái sinh lý học của hệ tuần hoàn thai nhi cũng như sau sinh. Chúng ta thấy là trước sinh thì oxy và dưỡng chất sẽ lấy từ bánh bao theo cái tĩnh mạch rốn ha. Về đây tới tĩnh mạch chủ dưới và nhờ có cái sẽ hướng cái dòng máu vào oxy qua cái lỗ bào dục xuống bên trái lên động mạch chủ để bơm máu vào oxy này đi nuôi các cơ quan quan trọng. Trong khi đó cái máu nghèo oxy thì sẽ lên trên phổi và phổi lúc này là không hoạt động, cho nên hầu hết các lượng máu sẽ đi qua cái ống động mạch tới cái động mạch rốn để tới bánh nhau để trao đổi chất. Như vậy thì ở trong bào thai tuy em bé nó không có thở lấy oxy nhưng mà nó vẫn đảm bảo cái máu vào oxy đi đúng cơ quan quan trọng, máu nghèo oxy thì đến bánh nhau để trao đổi chất. Nhờ vào các cái như là ống tĩnh mạch, lỗ bào dục, ống động mạch còn mở thì em bé nó mới sống được. Sau sinh khi em bé thở, chúng ta cắt dây rốn nha. Thì em bé có động tác thở đầu tiên thì lúc đó cái phổi nó sẽ nở ra, cái động mạch phổi nó sẽ giãn ra và máu sẽ lên phổi nhiều. Máu lên phổi nhiều sẽ về nhĩ trái, về nhĩ trái nhiều nó sẽ tăng áp lực trong nhĩ trái, nó làm đẩy cái van của lỗ bầu dục lại, nó là đóng cái vách ly nhĩ ha. Và cái máu vào oxy này sẽ bơm máu đỏ đi nuôi cơ thể, thì khi mà nồng độ bão hòa oxy trong máu nó tăng cao nó sẽ kích thích, nó làm cho ống động mạch đóng lại. Như vậy thì cái máu đỏ sẽ đi nuôi cơ thể thành máu đen, máu đen mới về cái tĩnh mạch chủ trên chủ dưới xuống thất phải, thất phải bơm máu lên động mạch phổi để tới phổi trao đổi khí mới về lại nhĩ trái. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái đại tuần hoàn và tiểu tuần hoàn liên tiếp, và em bé nó có cuộc sống sau sinh bình thường. Như vậy là sau sinh thì lỗ bầu dục sẽ đóng, ống động mạch sẽ đóng lại để em bé nó có một trái tim như người bình thường.
Cái bảng này cho chúng ta thấy tần suất các bệnh tim bẩm sinh sơ sinh thường gặp, thì chúng ta sẽ nghiên cứu những cái sau này chúng ta sẽ để ý tới những cái bệnh thường gặp trước, rồi những cái bệnh ít gặp thì chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Về trang bị thực hiện của cái máy siêu âm tim thai thì nó cũng giống như cái máy sản phụ khoa các anh chị sử dụng, tức là nó cũng có các cái mode như là TM 2D, Doppler xung, Doppler liên tục, Doppler màu. Và cái đầu dò chúng ta sử dụng thì cũng có cái tần số từ 3 tới 7 MHz là cái đầu dò bụng mà các anh chị cũng hay sử dụng đó ha. Và đây là cái ảnh minh họa của cái tim thai lúc 20 tuần. Thì ở trên này chúng ta thấy là nó tương đương với cái đồng 25 xu của Mỹ, là cũng gần tương đương với cái đồng 5.000 của mình đó An. Cho đó mà cái ở tuổi thai này chúng ta làm mà nó nằm sâu ở trong bụng mẹ khoảng từ 5 cho tới 7 cm thì cái việc tầm soát chúng ta cũng cần phải tập trung và để ý tới những chi tiết. Khi mà chúng ta siêu âm tim thai thì chúng ta cần để ý trục tim và vị trí của tim thai. Trục tim thai được xác định bằng cách là chúng ta cắt ngang lồng ngực thai nhi, vẽ một đường thẳng chia đôi lồng ngực và cái đường thẳng qua vách liên thất, thì cái này gọi là trục tim thai, bình thường là khoảng 45 độ. Đây cái hình ảnh này là minh họa cho chúng ta cắt qua bốn buồng tim ngang lồng ngực. Chúng ta vẽ cái cột sống phía sau, sừng ức phía trước, vẽ đường thẳng qua vách liên thất thì chúng ta sẽ có trục tim thai là khoảng 45 độ là bình thường. Cái điều khó khăn ở đây là chúng ta làm sao để xác định được là chúng ta cắt được mà cắt bốn buồng chuẩn ngang lồng ngực để mà chúng ta mới có được cái trục tim thai đúng, để có cái đo cái tỷ lệ tim trên lồng ngực đúng. Thì các nhà giải phẫu bệnh đã cho chúng ta thấy là trong bào thai cái tạng mà chủ yếu đó là cái gan nha. Cái gan rất là lớn, và cái gan này nó lớn là tạng chủ yếu nó đẩy cơ hoành lên cao, do đó nó sẽ nâng cái mõm tim lên. Tim ở trong bào thai nó sẽ có cái xu hướng là nằm ngang chứ không phải là nó bị chết xuống như chúng ta thấy ở người trưởng thành. Cái thứ hai nữa là các cái xương sườn ở thai nhi á, là người ta thấy là nó có xu hướng do cái phổi không hoạt động và nó bị xẹp cơ hoành đẩy lên nữa, cho nên là các cái xương sườn này có cái xu hướng là nằm ngang chứ không phải giống như người trưởng thành chúng ta là nó ở từ sau ra trước mà từ trên xuống dưới nó chạy xéo. Còn ở trong bào thai thì nó có xu hướng nằm ngang, do đó hai cái cấu trúc đều nằm ngang hết. Do đó khi mà chúng ta cắt ngang qua bốn buồng tim thì chúng ta sẽ cắt dọc theo mỗi cái xương sườn. Do đó cái yêu cầu mà khi mà chúng ta cắt bốn buồng tim chuẩn có nghĩa là chúng ta sẽ thấy mỗi bên một xương sườn. Đây, cắt dọc theo một xương sườn. Tại vì các anh chị tưởng tượng ra nếu mà một em bé, tôi ví dụ một em bé như là cái chai này ha, chúng ta cắt các cái xương sườn nó đang nằm ngang vậy, nếu mà chúng ta cắt xéo đi thì chúng ta thấy mỗi bên nhiều xương sườn chứ không phải là một cái xương sườn nha. Còn nếu mà chúng ta cắt đúng thì chúng ta thấy mỗi bên một xương sườn. Cái hình minh họa về tầm quan trọng của trục tim thai, chúng ta thấy đây là cắt ngang bốn buồng tim, thì chúng ta vẽ cột sống phía sau, xương ức phía trước, rồi chúng ta vẽ cái đường thẳng qua vách liên thất thì chúng ta thấy cái trục tim thai này lớn hơn 90 độ. Bốn buồng tim thì chúng ta nhìn có vẻ bình thường nhưng mà trục tim thai này lớn hơn 90 độ, và nhờ đó người ta cắt thêm cái đường ra thắt trái, ba mạch máu khí quản, thì người ta chẩn đoán được đây là tiến chứng Fallot. Còn cái hình bên này, minh họa là ngang qua bốn buồng tim, chúng ta vẽ cột sống phía sau, xương ức phía trước, thẳng qua vách liên thất, trục tim thai này là 90 độ. Đây là bệnh Epstein. Hoặc là người ta phải xác định đâu là bên trái, đâu là bên phải của em bé. Nếu mà chúng ta xác định được trái phải, ví dụ như trên này người ta đánh dấu là right thoracic là lồng ngực bên phải, left thoracic là lồng ngực bên trái ha, thì chúng ta thấy là dạ dày thì ở bên trái đúng, nhưng mà mõm tim thì ở bên phải. Thường ở trong tim mạch, để xác định đâu là trái, đâu là phải của thai nhi, thì chúng tôi đầu tiên xác định cái đầu em bé ở chỗ nào nha, và cái lưng của em bé ở chỗ nào. Sau đó thì chúng tôi sẽ
dựa vào lấy một cái hình của con búp bê mình để lên trên bụng người mẹ để mình xác định đâu là bên trái, đâu là bên phải khi mà chúng ta có cái hình. Còn nếu mà trên thực hành lâm sàng anh chị không có búp bê thì các anh chị có thể dùng cái quy tắc mà tôi hay gọi là quy tắc bàn tay trái. Có nghĩa là các anh chị để cái bàn tay, cái cổ tay nó là tương ứng với cái đầu của em bé, các cái ngón tay là tương ứng với cái chân, còn cái mu bàn tay tương ứng với cột sống. Như vậy thì chúng ta sẽ để lên trên người bụng người mẹ cái đầu em bé ở đâu, cái chân ở đâu và cái cột sống ở đâu, thì cái ngón tay cái chúng ta nó chỉ ở bên nào thì bên đó là mõm tim em bé, thì là đúng, tức là ở bên trái. Hai ngón tay cái thì chỉ về phía bên trái. Cái tầm quan trọng của xác định trái phải định vị phủ tạng nó rất là quan trọng, bởi vì ở một trái tim mà khi mà có định vị phủ tạng bình thường, tim bên trái, dạ dày bên trái, lách bên trái hết bình thường, thì cái nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh trong cộng đồng là khoảng 1%. Còn khi mà em bé nó bị đảo ngược phủ tạng, tim bên phải, dạ dày bên phải, thì cái nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh là 2%. Còn nếu mà dạ dày bên trái, lách bên trái, tức là situs solitis, nhưng mà mõm tim qua bên phải, thì nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh của em bé đó là trên 95%. Hoặc là cái sắp xếp phủ tạng nó không có như bình thường, nó lộn xộn tùm lum hết. Đây là dạ dày bên phải, mõm tim bên trái, rồi lách thì hai bên vân vân chẳng hạn, thì lúc đó nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh lên đến 75-85%. Để tính kích thước tim thai trên lồng ngực thì ở chính ngay mà các bốn nguồn tim, chúng ta vẽ diện tích tim thai chia cho lồng ngực, thì bình thường cái tỷ lệ diện tích tim thai chia trên lồng ngực là nhỏ hơn 1/3. Để mà tiến hành bắt đầu các mạch cắt cơ bản siêu âm tim thai thì tôi nhắc lại các anh chị về giải phẫu của trái tim ở trong lồng ngực. Nếu mà chúng ta nhìn từ trước ra sau thì chúng ta sẽ thấy là đây là thắt phải, đây là thắt trái, động mạch phổi đi ra từ thắt phải ha, nhánh động mạch phổi phải, động mạch phổi trái, động mạch chủ thì đi ra thắt trái đi lên chia các nhánh lên đầu. Chúng ta có tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới, đó là chúng ta nhìn ở phía trước. Nếu mà chúng ta nhìn ở nghiêng bên trái thì chúng ta sẽ thấy được là cái động mạch chủ đây, nó đi đây, nó đi xuống. Và đặc biệt là chúng ta thấy động mạch phổi đi ra phía trước đây, từ cái thắt phải đi ra chia nhánh động mạch phổi, và nó sẽ nối với cái ống động mạch để xuống động mạch chủ dưới ha. Và trên hình này đặc biệt người ta có minh họa cho mình thêm một cái nữa là cái xoang vành. Cái xoang vành là cái hình ống nó chạy phía sau của rãnh nhĩ thất bên trái ha. Cái xoang vành này bình thường là chúng ta không có thấy được ở trong bờ hai, nó rất là nhỏ. Khi mà nó có tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái đổ về xoang vành thì sẽ làm cho cái xoang vành nó giãn lớn ra, và chúng ta sẽ thấy trên siêu âm, và chúng ta hay nhầm với lại cái thông liên nhĩ lỗ tiên phát đó ha. Còn nếu mà chúng ta nhìn ở phía sau thì chúng ta sẽ thấy là bốn cái tĩnh mạch phổi ha, đổ vào nhĩ trái, đây động mạch chủ xuống, tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới, đây cái xoang vành chạy phía sau đây. Và chúng ta mở cái tim ra thì chúng ta sẽ thấy là bên trái đây là cái van đó, tạo thành bởi hai mảnh cho nên gọi là van hai lá. Cái này là ba mảnh, van ba lá. Cái này là van động mạch chủ, van động mạch phổi có dạng hình tổ chim cho nên ta gọi là van tổ chim ha. Rồi, cái phần quan trọng hôm nay đó là các mạch cắt cơ bản. Mạch cắt cơ bản thứ nhất là mạch cắt ngang bụng cao, có nghĩa là các anh chị để cái đầu dò ngang bụng của em bé ngay dưới cơ hoành thì là ngang bụng cao. Cắt ngang bụng cao như vậy chúng ta sẽ thấy là sát cột sống phía sau, ở bên trái là động mạch chủ, ở phía trước là tĩnh mạch chủ dưới, ở bên phải gan thì đa phần ở bên phải, dạ dày thì ở bên trái. Đó là các dấu hiệu này để chúng ta biết định vị phủ tạng nó có ở vị trí bình thường hay không ở mặt cắt ngang bụng cao. Thì đây là cái hình ảnh minh họa trên siêu âm 2D, chúng ta sẽ thấy đây là động mạch chủ ở sát cột sống, tĩnh mạch chủ dưới phía trước bên phải,
dạ dày bên trái, đây là cái tĩnh mạch rốn ha. Và khi mà 2D thì chúng ta cũng không quên để cái đớp lơ màu ha. Chúng ta để đớp lơ màu vô thì chúng ta thấy cái hướng dòng chảy của tĩnh mạch rốn đây, nó chạy trong động mạch chủ, tĩnh mạch chủ dưới. Thì lúc nào trên 2D chúng ta cũng phải bỏ thêm cái đớp lơ màu để đánh giá. Rồi khi mà chúng ta cắt được ngang bụng cao rồi thì chúng ta sẽ dịch chuyển đầu dò song song về phía đầu của em bé thì chúng ta sẽ cắt ngang qua 4 vùng tim. Khi mà các anh chị dịch chuyển song song về phía đầu của em bé, tôi ví dụ cái em bé đây ha, chúng ta dịch chuyển đầu dò song song về phía đầu em bé khi mà 4 vùng tim xuất hiện xong thì chúng ta sẽ xoay đầu dò tại cái vị trí đó để sao cho chúng ta thấy mỗi bên một xương sườn, thì lúc đó thì chúng ta mới cắt được cái mặt bốn vùng chuẩn nha, bốn vùng chuẩn đây thì chúng ta thấy mỗi bên có một xương sườn. Thì lúc đó chúng ta sẽ xác định, chúng ta sẽ vẽ cái đường thẳng chia đôi lồng ngực, cột sống phía sau, xương ức phía trước, đường thẳng qua vách liên thất, xác định trục tim thai nha. Và chúng ta cũng vẽ diện tích của cái tim chia cho diện tích của lồng ngực ngay tại vị trí đó, bình thường là phải nhỏ 1/3. Đây trên mặt các bốn nguồn 2D chúng ta sẽ thấy tim là nó chiếm khoảng 1/3 lồng ngực, trục tim thai là ở bên trái khoảng 45 độ. Chúng ta thấy là đây là cái bách liên nhĩ và cái van của lỗ bầu dục đây nhấp nháy đây, thì nó sẽ luôn nằm ở trong nhĩ trái, tại vì nãy sinh lý học mình biết là máu từ tĩnh mạch chủ dưới theo cái van attach hướng cái dòng máu vào oxy qua cái lỗ bầu dục qua nhĩ trái, cho nên cái van của lỗ bầu dục trong nhĩ trái. Kế đến chúng ta sẽ thấy van 2 lá, van 3 lá, đây là cái vách liên thất nha. Thì chúng ta coi cái vách liên thất có toàn vẹn hay không, giữa van 2 lá, 3 lá nó có một cái độ trên ha, chút xíu cho nó không có bám cùng vị trí. Rồi chúng ta thấy các cái thành tim cũng không dày mà cũng không mỏng, tim thì co bóp tốt ha. Nhịp tim có vẻ như là đều đó. Và chúng ta khi mà chúng ta coi như vậy là kích thước các buồng tim rồi cũng cân xứng ha. Chúng ta tiếp tục bỏ màu vô coi cái dòng máu qua cái lỗ bầu dục, coi có dòng máu bất thường qua cái vách liên thất hay không, coi có hở van 2 lá, 3 lá hay không, và chúng ta vặn hạ thấp cái ngưỡng đớp lơ màu xuống ha, để chúng ta thấy được cái tĩnh mạch phổi nó đổ về nhĩ trái ha. Chúng ta khảo sát này, chúng ta coi cái tĩnh mạch phổi vặn thấp xuống, chúng ta mới thấy được cái tĩnh mạch phổi đổ về nhĩ trái ở đây. Ngoài ra thì bên tim mạch tụi tôi thì còn đo thêm cái chức năng của thất trái, thất phải, đo vận tốc qua van 2 lá, 3 lá. Ngoài ra ở mặt các bốn nguồn này chúng ta cũng có khảo sát được cái rối loạn nhịp bằng cách là chúng ta cắt TM qua một nhĩ và một thất, coi là sóng nhĩ sóng thất nha. Hoặc là để cái cửa sổ đớp lơ giữa van 2 lá và động mạch chủ đây, chúng ta sẽ có sóng ơ AV đây, coi thử giữa một sóng sóng ơ có một sóng V hay không ha, sóng E có một sóng V hay không, hay là đớp lơ mô. Như vậy thì mặt cắt bốn buồng rất là quan trọng, do đó là nó có cái bảng checklist để các anh chị kiểm tra coi là vị trí kích thước buồng tim có bình thường hay không, hình dạng của các buồng tim kết nối nhĩ trái có nối với thất trái, nhĩ phải có nối thất phải hay không, hình dạng của vách liên nhĩ, lỗ bầu dục, cái van lỗ bầu dục có trong nhĩ trái hay không, hình dạng và chức năng của van nhĩ thất, coi có hở van hay không, coi thử có thông liên thất hay không, hình dạng vách liên thất có nguyên vẹn hay không, tâm thất nó có bị dày hay không, các bị nếu coi chừng nếu dày coi chừng là bị bệnh cơ tim phì đại, kích thước của các buồng tim như thế nào, chức năng tâm thu co bóp của tim có tốt hay không, nhịp tim có đều hay không. Nếu mà chúng ta thực hiện tốt mà các bốn buồng này thì 50% bệnh tim bẩm sinh sẽ nằm ở đây. Cái mặt cắt thứ ba đó là mặt cắt năm buồng, tức là ở mặt cắt bốn buồng chúng ta đè cái đuôi đầu dò xuống để cái tia siêu âm hướng về phía đầu của em bé, thì chúng ta sẽ cắt được ngang qua cái van động mạch chủ ở đây, cắt ra cái đường ra của thất trái hay còn gọi là đường ra của thất trái đó ha. Ở đây mà cắt bốn buồng chúng ta thêm cái động mạch chủ nữa là gọi là năm buồng đó ha. Thì trên cái 2D chúng ta sẽ thấy là cái động mạch chủ đây, thất trái cho ra động mạch chủ ha. Và nếu mà chúng ta bỏ đớp lơ màu vô
thì chúng ta sẽ thấy là cái thất trái bơm máu gọi là mạch chủ đi xa đầu giò, cho nên ở đây chúng ta thấy có cái màu xanh. Rồi khi mà chúng ta có cái mà các ba mạch máu đường ra thất trái xong, chúng ta sẽ dịch chuyển đầu giò tịnh tiến từ cái dưới phía dưới tịnh tiến về phía đầu của em bé để ngang qua ba mạch máu, thì chúng ta sẽ thấy là lần lượt là tĩnh mạch chủ trên, động mạch chủ lên và động mạch phổi từ phải qua trái ha. Thì chúng ta cắt ngang qua. Cái ưu điểm là chúng ta cái này chúng ta chỉ có thực hiện được ở trong bào thai thôi, tại vì trong bào thai thì cái phổi của em bé nó chưa hoạt động, cho nên là chứ còn sau sinh ở chỗ này nó khí không à, chúng ta để cái đầu giò lên thì chúng ta không có thấy ha. Cắt ngang qua như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là ba mạch máu từ phải qua trái lần lượt là tĩnh mạch chủ trên, động mạch chủ lên và động mạch phổi, với cái kích thước nó là từ nhỏ nó tăng dần lên, nó lớn dần, và ba mạch máu này nó chúng ta vẽ này có vẻ như là nó thẳng hàng. Và khi mà chúng ta làm 2D xong thì chúng ta cũng không quên bỏ đắp lơ màu vô để khảo sát nha. Rồi cái hình này cho thấy là thất trái cho ra động mạch chủ, thất phải cho ra động mạch phổi, nếu mà chúng ta vẽ được hình này thì chúng ta gọi là dấu hiệu bắt chéo của đại động mạch nha. Ở đây như vậy thì ở cái tầng đại ngoài ra thì khi mà chúng ta cắt ba mạch máu và khí quản xong, ba mạch máu xong á, thì chúng ta sẽ xoay cái đầu giò về hướng vai phải của em bé nha. Nhích cái tia siêu âm lên để nhớ hướng về phía phải, thì cái hướng cái tia siêu âm lúc này nó sẽ cắt ngang qua cái cung của ống động mạch và cung động mạch chủ, hai cái cung nó đang chạy lên cắt ngang qua, còn gọi là mà cắt ngang qua cung động mạch chủ hay là ngang qua cung ống động mạch. Đấy, còn gọi là mà cắt ba mạch máu và khí quản. Khi chúng ta cắt như vậy chúng ta sẽ thấy lần lượt là đây là tĩnh mạch chủ trên, động mạch chủ lên, động mạch phổi. Nhưng mà lúc này chúng ta cắt như vậy chúng ta sẽ thấy là cái hướng của động mạch chủ nó đi ra xuống cái động mạch chủ xuống, động mạch phổi nó chia ra cái ống động mạch, nó xuống gặp động mạch chủ xuống, nó tạo thành hình chữ V ở đây. Và lúc này chúng ta cái đầu giò hơi nâng lên cao, cho nên chúng ta thấy được cái khí quản nằm ở đây. Và ở bên này là bên phải của em bé, bên này là bên trái nha. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái khí quản đây thì cái động mạch chủ nó đi đây, nó sẽ là gọi là bên trái của đường thở nha, hay còn gọi là cung động mạch chủ bên trái, thì chúng ta sẽ thấy hình chữ V. Còn ngược lại có một số trường hợp chúng ta thấy cái động mạch chủ nó không có nằm bên trái của đường thở mà nằm bên phải, nó chạy qua đây thì nó sẽ nối với cái động mạch chủ xuống ở đây, thì nó sẽ thành hình chữ U, gọi là U-shape. Khi mà chúng ta có 2D xong thì chúng ta cũng không quên bỏ cái lớp lơ màu vô để chúng ta coi cái hướng dòng chảy. Thì theo một cái lập luận thông thường, thất phải bơm máu ra động mạch phổi, thất trái bơm máu ra động mạch chủ, hai cái này nó đều hướng xa của đầu giò hết, cho nên nó có màu xanh là bình thường. Nếu mà chúng ta bỏ vô mà cái màu nó bất thường, ví dụ như chúng ta thấy cái tự nhiên ở đây động mạch chủ có màu xanh, động mạch phổi nó có màu đỏ chẳng hạn, nó ngược lại, thì chúng ta trong đầu phải hiểu rằng coi chừng em bé này nó bị không lỗ van động mạch phổi hay hẹp van động mạch phổi nặng quá, nó làm cho máu không bơm ra khỏi thất phải được, máu nó được tưới ngược từ cung động mạch chủ qua ống động mạch ngược lại cái động mạch phổi, cho nên nó có màu đỏ. Thì những trường hợp này người ta gọi là bệnh tim bẩm sinh phụ thuộc vào ống động mạch, tức là sau sinh em bé cái ống động mạch nó phải mở thì em bé nó mới sống được, còn sau sinh mà ống động mạch mà đóng lại thì em bé nó sẽ tử vong. Như vậy ngày nay người ta thấy cái mặt các ba mạch máu và khí quản nó rất là quan trọng trong cái việc tiên lượng là em bé này có cần phải cấp cứu sơ sinh hay không nha. Thì đó là cái vai trò quan trọng của mạch máu, các ba mạch máu và khí quản ngày nay rất là cao. Các anh chị phải để ý cắt cho được và cũng không quên bỏ đớp lơ màu để coi cái hướng dòng chảy. Như vậy để đánh giá đường ra của thất thì chúng ta coi kết nối bình thường của động mạch chủ với thất trái, động mạch phổi với thất phải, coi thứ hai đại động mạch có bắt chéo hay không. Chúng ta so sánh cái động mạch chủ với động mạch phổi, thường ở 3 tháng giữa trở đi thì động mạch phổi hơi lớn hơn động mạch chủ chút xíu. Chúng ta đánh giá biên độ mở của van động mạch chủ và động mạch phổi. Chúng ta coi sự liên tục của vách liên thất với thành trước của động mạch chủ. Coi lộ trình bình thường và kích thước của đại động mạch. Đánh giá eo của động mạch chủ và ống động mạch, tìm các mạch máu bất thường. Đây là tóm tắt lại năm mà cắt ngang cơ bản mà nãy giờ tôi nói với các anh chị đó. Thứ nhất là ngang bụng cao, thứ hai là bốn buồng,
thứ ba là đường ra thắt trái, thứ tư là đường ra thắt phải, thứ năm là ba mạch máu và khí quản. Tức là chúng ta nói thì nó lâu như vậy, nhưng mà nếu trên thực hành chúng ta làm thuần thục thì chúng ta sẽ cắt năm cắt ngang cơ bản để chúng ta tầm soát coi thử em bé đó có bình thường hay không. Rồi đó là năm mà các quan trọng mà tôi vừa trình bày cho các anh chị. Bây giờ chúng ta qua các cái mặt cắt dọc nó sẽ khó hơn, tại vì chúng ta tưởng tượng một cắt dọc theo cơ thể em bé nha, thì chúng ta sẽ để cái đầu dò siêu âm dọc theo cơ thể em bé trước. Mặt cắt đầu tiên là mặt cắt trục dọc hai tĩnh mạch. Chúng ta cắt dọc để cái đầu dò dọc theo cột sống bên phải cột sống. Chúng ta sẽ thấy là dọc theo hai tĩnh mạch đây. Thì chúng ta sẽ thấy đây là cái hình ảnh dọc theo hai tĩnh mạch. Chúng ta dọc tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới, đổ vào nhĩ phải, phía sau là nhĩ trái. Đây là cơ hoành. Đây chúng ta cắt trên hình ảnh động đây, chúng ta thấy đây tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới. Đây cơ hoành đây, đổ vào nhĩ phải. Và chúng ta cũng không quên bỏ đốp lơ màu vô. Đó là cắt được dọc. Dọc theo hai tĩnh mạch, dọc theo cung động mạch chủ, có nghĩa là chúng ta để cái siêu âm, tia siêu âm dọc theo cơ thể em bé và dọc theo cái đường đi của cung động mạch chủ, thì chúng ta sẽ thấy đây dọc theo cung động mạch chủ. Dọc chủ này thì cái hình ảnh chúng ta sẽ thấy cái hình, là cái hình dạng của nó là giống như cái cây ba toàn của mấy ông già chống gậy vậy đó ha. Với cái đặc điểm là cái điểm xuất phát của nó là nằm ở chính giữa lòng ngực, phía trước là xương ức, phía sau là cột sống, và nó đi lên nó cong tròn đều, nó chia ra các cái nhánh lên đầu và nó đi xuống này. Và chúng ta cũng không quên bỏ cái đớp lơ màu vô để coi dòng chảy trong đó nó có thông thoáng hay không. Rồi một cách dọc khác đó là dọc theo cung của ống động mạch, tức là chúng ta canh cái động mạch phổi theo cái cung ống động mạch, chúng ta cắt dọc xuống, rồi là dọc theo cung của ống động mạch. Đây, dọc theo cung của ống động mạch. Thì chúng ta sẽ thấy dọc cung ống động mạch này thì cái đặc điểm hình thái của nó thì giống như cái cây mà người ta gọi là cái cây đánh gôn, với cái vị trí này nó hơi thẳng. Và cái đặc điểm của nó là cái vị trí xuất phát là sát ở thành ngực ở phía trước ha. Nó đi thẳng ra, nó chia nhánh động mạch phổi phải, động mạch phổi trái và ống động mạch. Và chúng ta cũng không quên bỏ cái đớp lơ màu vô để khảo sát cái dòng chảy trong cái cung ống động mạch này. Và người ta ghi nhận là cái vận tốc qua cái ống động mạch là cái vận tốc cao nhất ở một cái thai nhi bình thường, phổi đớp lơ ở trong thai nhi bình thường. Rồi cũng cái mà dọc cơ thể, nhưng mà nó lại dọc dọc cơ thể đây, nhưng mà nó đi ngang qua cái van động mạch chủ, cho nên người ta còn gọi là cắt ngang van động mạch chủ. Đây ha, ngang van động mạch chủ đây. Chúng ta cũng thấy được cái động mạch phổi đây. Nó cũng bỏ đớp lơ màu vô coi các cái lá van của động mạch chủ. Cũng mà cắt dọc là dọc đường ra của thất trái ha. Dọc đường ra đó, chúng ta cắt cái mặt cắt này để chúng ta coi thử là cái thành trước của động mạch chủ có liên tục với vách liên thất hay không, để chúng ta phát hiện những cái trường hợp mà thông liên thất phần màng rồi đó. Đây nó thành sau của động mạch chủ thì liên tục với lá trước và hai lá ha. Chúng bỏ đất lơ màu vô để coi có thông liên thất không, rồi coi cái đại động mạch có cưỡi người hay không ở đây ha. Rồi mặt cắt dọc khác đó là cũng dọc theo cơ thể em bé, nhưng mà nó lại ngang qua van hai lá nha. Ở trong tim mạch thì nếu mà chúng ta cắt được cái này rất là tốt, là tại vì chúng ta biết là sau van hai lá thì chắc chắn đó là thắt trái, sau van ba lá thì chắc chắn đó là thắt phải nha. Như vậy thì tóm tắt lại, các cái mặt cắt ngang cơ bản, ngang bụng cao, ngang bốn buồng, đường ra thắt trái, đường ra thắt phải, ba mạch máu và khí quản. Mặt cắt dọc thì dọc hai tĩnh mạch, dọc cung động mạch chủ, dọc của ống động mạch ha, và ngang qua van động mạch chủ, ngang van hai lá. Đó là các mặt cắt cơ bản mà chúng ta cần phải biết khi làm siêu âm tim thai. Như vậy để kết luận cho bài này, thì chúng ta biết là thứ nhất là chúng ta nắm vững các cái chỉ định của siêu âm tim thai gồm có ba nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất là tiền căn gia đình, nhóm thứ hai là yếu tố nguy cơ của mẹ, yếu tố thứ ba là yếu tố nguy cơ của con. Chúng ta nắm vững các mặt cắt cơ bản, trong đó năm mặt cắt ngang cơ bản chúng ta phải biết và làm thuần thục, bởi vì 90% bệnh tim bẩm sinh là nằm ở
năm mà cắt ngang cơ bản này, đó là ngang bụng cao, ngang bốn buồng, đường ra thắt trái, đường ra thắt phải, ba mạch máu và khí quản. Chúng ta phải có kỹ năng và áp dụng tất cả các phương thức của siêu âm tim, chứ không phải là chỉ có 2D không. Chúng ta thường có thói quen là chỉ có để 2D không à. Chúng ta không cắt tê em, không làm đốt lơ màu, còn sâu hơn nữa chúng ta không sử dụng đốt lơ mô vân vân. Để làm siêu âm tim thai thì chúng ta phải có kiến thức và giải phẫu sinh lý học bình thường cũng như bất thường, và chúng ta có khả năng nhận ra đầy đủ các loại bệnh tim, chứ nhiều khi có bệnh tim đó mà chúng ta không biết. Chúng ta có kiến thức sâu về các dạng rối loạn nhịp để phân tích rối loạn nhịp, có hiểu biết về sinh lý của mẹ và thai để chúng ta giải thích những hiện tượng vì sao nó như vậy. Chúng ta quen thuộc với những phát triển mới, ví dụ như siêu âm Doppler mô, siêu âm 3D, 4D vân vân, và có kiến thức lĩnh vực can thiệp xâm lấn ở thai nhi để mà biết cái xu hướng tiến bộ của thời đại. Thì bài đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý của các anh bạn, các bạn. Thì bây giờ là 8:41, là các anh chị có hỏi gì không? Các anh chị có hỏi gì về cái bài các mặt cắt cơ bản siêu âm tim thai này không? Nếu mà các anh chị không có hỏi gì, hoặc là các anh chị chưa có kịp đặt câu hỏi, thì tôi sẽ giải lao cho tới 8:50, rồi sau đó các anh chị quay lại và có thể đặt câu hỏi, và chúng ta sẽ bắt đầu lại từ 8:50 ha.
À, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài thứ hai, đó là các cái bệnh tim bẩm sinh mà thường gặp ở trong bào thai. Như chúng ta đã biết là bệnh tim bẩm sinh là dị tật khá thường gặp với cái tần suất ở sau sinh là khoảng 1%, và các nghiên cứu ngày nay là người ta thấy là ở trong bào thai thì cái tỷ lệ này nó gấp từ 6 cho tới 10 lần, tức là nó khoảng từ 6 cho tới 10%. Và nó là một cái bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất. Và các nghiên cứu đã chứng minh là nếu mà chúng ta phát hiện được trước sinh thì sẽ giúp cải thiện tỷ lệ và tử vong bệnh tật sau sinh. Cái biểu đồ này cho chúng ta thấy các cái dạng bệnh tim, các cái tỷ lệ bệnh tim bẩm sinh trên thế giới thì ở các châu lục thì đều gần giống nhau. Từ năm 1994 thì WHO cũng đã cho thấy là cái tỷ lệ mà tử vong do dị tật tim bẩm sinh á, nó chiếm khoảng gần 40% so với tổng các cái dị tật mà gây ra tử vong ở sơ sinh. Thì tim bẩm sinh là cái bệnh mà là cái màu trắng này là chiếm tỷ lệ gần như là cao nhất. Năm 1999 thì Bonner và cộng sự đã chứng minh được rằng nếu mà chúng ta phát hiện được chuyển vị đại động mạch trước sinh thì sẽ cải thiện được tỷ lệ tử vong và bệnh tật sau sinh. Và tương tự như vậy cũng có hàng loạt những nghiên cứu khác chứng minh, ví dụ như là chẩn đoán được hẹp eo động mạch chủ trước sinh thì sẽ cải thiện được tỷ lệ tử vong và bệnh tật sau sinh. Thì năm 2014 tôi có làm một cái tổng kết các cái nghiên cứu trên thế giới về các cái dạng bệnh tim bẩm sinh ở trong bào thai trên gần 15 các nghiên cứu khác nhau, với các điều kiện là các nghiên cứu đó có mô tả chi tiết bệnh tim bẩm sinh. Thì khi mà tổng kết lại trên 3.000 trường hợp bệnh tim bẩm sinh thì chúng tôi thấy những cái trường hợp bệnh tim bẩm sinh thường gặp ở trong bào thai là hội chứng tiểu sản tim trái, kênh nhĩ thất, thông miên thất, tứ chứng phao lô, tâm thất độc nhất, thất phải hai đường ra, hẹp eo động mạch chủ, chuyển vị đại động mạch. Đó là những bệnh tim bẩm sinh mà chúng ta thường gặp ở trong bào thai của y văn ở trên thế giới mô tả. Và chúng tôi cũng tiến hành nghiên cứu ở tại viện tim, coi thử là cái dạng bệnh tim bẩm sinh thường gặp ở trong bào thai tại viện tim của chúng tôi là như thế nào. Thì trên 553 trường hợp bị phát hiện bệnh tim bẩm sinh trong bào thai thì chúng tôi thấy cái tỷ lệ tần suất thường gặp của chúng tôi đó là đầu tiên là kênh nhĩ thất, kế đến là thông miên thất, hội chứng tiểu sản tim trái, tứ chứng phao lô, bệnh Epstein. Đó là những cái bệnh mà chúng tôi thường gặp. Giờ chúng tôi so sánh giữa ở Việt Nam và các nước trên thế giới, coi thử trên y văn, coi thử là nó có sự giống nhau và khác nhau chỗ nào để chúng ta rút kinh nghiệm. Bởi vì như chúng ta biết là các cái dạng bệnh tim bẩm sinh sau sinh ở trên thế giới thì các châu lục thì nó đều tương tự như nhau. Như vậy thì chúng tôi muốn coi thử là tại sao có sự giống nhau và khác nhau chỗ nào để chúng ta học hỏi thêm, cải thiện thêm trong việc chẩn đoán. Cũng như một cái báo cáo năm 2009 cho thấy là những cái bệnh tim bẩm sinh thường gặp ở trong bào thai đó là chuyển vị đại động mạch, hội chứng tiểu sản tim trái, kênh nhĩ thất, tứ chứng vào lô và hẹp eo động mạch chủ. Đó là những bệnh tim bẩm sinh mà chúng ta thường gặp. Thì cái bệnh tim bẩm sinh thường gặp đầu tiên tôi đi hôm nay đó là kênh nhĩ thất. Như trên cái hình minh họa này chúng ta thấy kênh nhĩ thất có nghĩa là ở đây nó có bị khiếm khuyết của cái phần gối nội mạc nha, với một cái lỗ thông liên nhĩ, lỗ tiên phát, thông liên thất, phần nhận và một bộ máy van nhĩ thất, thì chúng ta gọi là kênh nhĩ thất. Kênh nhĩ thất còn có nhiều cái tên gọi khác nhau như là khiếm khuyết gối nội mạc, khiếm khuyết bách nhĩ thất. Chúng ta sẽ chia ra là kênh nhĩ thất toàn phần, kênh nhĩ thất bán phần và kênh nhĩ thất thể trung gian. Tỷ lệ nam nữ thì 1:1, thường là đơn độc hoặc là kết hợp, cũng có thể là cân đối hoặc là không cân đối, hoặc là nằm trong cái hội chứng đồng dạng trái hay là đồng dạng phải. Chúng ta có thể chia ra các nhóm như là kênh nhĩ thất toàn phần, như nãy tôi nói là gồm một cái thông liên nhĩ, thông liên thất và một bộ máy van nhĩ thất thì gọi là kênh nhĩ thất toàn phần. Còn nếu mà chỉ có thông liên nhĩ không
cộng với chẻ lá trước của van hai lá thì người ta gọi là kênh nhĩ thất bán phần. Ngoài ra còn có kênh nhĩ thất thể trung gian. Đây cái hình kênh nhĩ thất đây nó có thông liên nhĩ, thông liên thất, kênh nhĩ thất toàn phần, chỉ có thông liên nhĩ không là kênh nhĩ thất bán phần. Còn người ta còn chia cái kênh nhĩ thất toàn phần ra là hem thất trái thất phải nó có cân đối với nhau hay không. Nếu mà nó bằng nhau thì người ta gọi là cân đối. Còn cái này thất phải nhỏ gọi là sẽ không cân đối với thất phải nhỏ, nên sẽ không cân đối với thất trái nhỏ. Để chẩn đoán cái kênh nhĩ thất thì chúng ta sẽ thấy coi cái bốn buồng tim ở thời kỳ tâm trương và thời kỳ tâm thu. Thời kỳ tâm trương là cái van nhĩ thất nó mở ra nha. Chúng ta coi thì chúng ta sẽ thấy cái khoảng trống ở giữa tim ngay chỗ phần cái gối nội mạc nó bị trống. Chúng ta bỏ rớp lơ màu vô thì chúng ta sẽ thấy một cái dòng màu nó lấp vô cái khoảng trống đó. Ở thời kỳ tâm thu, lúc mà van nhĩ thất đóng thì chúng ta thấy trên 2D thì van nhĩ thất chung nó nằm ở trên cùng một mặt phẳng. Cái dòng màu thì chúng ta sẽ thấy hở van nhĩ thất. Và về mặt tầm soát, chúng ta đo chiều dài của vách liên nhĩ chia cho chiều dài của vách liên thất. Bình thường thì cái chiều dài này nhỏ hơn 0.5. Nếu mà chúng ta tính ra cái tỷ chiều dài nó trên 0.6 thì cái khả năng độ nhạy của phát hiện bệnh kênh nhĩ thất là 83%. Đây là cái hình ảnh minh họa của một trái tim bình thường. Chúng ta đo cái màu vàng là chiều dài của vách liên nhĩ, màu trắng là chiều dài của vách liên thất. Thì tỷ lệ này bình thường là nhỏ hơn 0.5. Trong trường hợp kênh nhĩ thất, chúng ta đo chiều dài của vách liên nhĩ chia chiều dài vách liên thất, cái này nó lớn hơn 0.6 ha, thì cái khả năng em bé này bị kênh nhĩ thất rất là cao. Với cái, nếu mà chúng ta áp dụng cái phương thức tầm soát này thì độ nhạy là 83% với dương tính giả là 5%. Đây là cái hình minh họa của cái kênh nhĩ thất. Chúng ta sẽ thấy đây là thông liên nhĩ, thông liên thất, một bộ máy van nhĩ thất ha. Ở thời kỳ tâm trương thì chúng ta thấy khuyết ở vùng gối nội mạc đây nha. Ở thời kỳ tâm thu thì chúng ta thấy là cái van ở trên cùng mặt phẳng. Chúng ta để vô thì chúng ta có thể thấy cái dòng hở của van nhĩ thất đây, có màu đỏ nó hướng về ha. Đây ở thời kỳ tâm trương chúng ta bỏ đốp lơ màu vô thì chúng ta thấy là bình thường là nếu mà bốn buồng tim bình thường là có cái màu xám này nó sẽ chia đôi cái tim trái tim phải ra. Còn đây bây giờ nó bị khiếm khuyết gần gối nội mạc cho nên cái màu nó lấp vô chỗ này. Nó có cái hình giống như hình chữ H vậy đó ha. Ở thời kỳ tâm thu thì van nhĩ thất trên cùng mặt phẳng. Chúng ta thấy cái dòng hở của van nhĩ thất ở đây. Đây là hình minh họa khác của cái kênh nhĩ thất đây ha. Thông liên nhĩ, thông liên thất, một bộ máy van nhĩ thất ha. Vậy là kênh nhĩ thất chúng ta cũng chẩn đoán, nếu mà ở mặt các bốn buồng thì chúng ta cũng chẩn đoán được một cách dễ dàng. Kênh nhĩ thất thì người ta sẽ chia ra là kênh nhĩ thất đơn thuần, hay là kênh nhĩ thất phức tạp, hay là kênh nhĩ thất kèm theo các bệnh tim bẩm sinh khác. Kênh nhĩ thất phức tạp thì có hội chứng đồng dạng trái, đồng dạng phải, kèm bệnh tim bẩm sinh khác như là bệnh tứ chứng Fallot, hay là bất thường của cung động mạch chủ, hay là tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái, vân vân. Cái bệnh thường gặp thứ hai đó là thông liên thất. Thì về định nghĩa, thông liên thất có nghĩa là có một cái lỗ thông ở trên cái vách liên thất mà nó làm thông nối giữa thất trái và thất phải với nhau thì ta gọi là thông liên thất. Và cái giải phẫu học này chúng ta mở nhìn ở phía bên phải của vách liên thất, thì chúng ta sẽ thấy cái vùng chấm chấm tròn ở chỗ này đó là vùng phần màng. Cái vùng ngay chỗ ngay dưới van ba lá mở ra đây gọi là phần nhận. Cái này chỗ phần phễu của thất phải gọi là phần phễu, là phần cơ bè. Nếu mà lỗ thông nó nằm chỗ nào thì chúng ta gọi là thông liên thất chỗ đó, ví dụ như là thông liên thất phần nhận, thông liên thất phần cơ bè, thông liên thất phần quanh màng, thông liên thất phần phễu. Cái này thì để cho bác sĩ chuyên khoa tim mạch chẩn đoán cũng được. Còn đối với các anh chị tầm soát, khi chúng ta thấy một cái lỗ thông giữa hai tâm thất thì chúng ta cứ mạnh dạn ghi thông liên thất, còn không cần ghi chỗ nào cũng được. Về việc cái chẩn đoán thông liên thất trước sinh nó khó là bởi vì chênh áp giữa hai thất nó ít, chứ không phải là nó giống như sau sinh. Sau sinh thì cái áp lực thất trái thất phải nó khác biệt nhau rất là lớn, do đó chúng ta thấy luồng thông rất là mạnh. Trong khi đó
ở trong bào thai thì áp lực giữa hai thất gần tương đương với nhau, cho nên chúng ta khó phát hiện luồng thông qua cái vách liên thất ở trên đốt lơ màu. Thứ hai nữa là cái kích thước tim ở trong bào thai nó nhỏ, cho nên cái lỗ thông nó cũng nhỏ, làm cho chúng ta dễ bị bỏ sót, gọi là âm tính nhẹ. Còn ngược lại, những cái sẹo ảnh do cái bóng của cái xương sườn hay là bóng của cái xương cánh tay nó đổ lên trên vách liên thất, nó làm cho cái vách liên thất bị khuyết, chúng ta tưởng là thông liên thất, gọi là dương tính giả. Thì chẩn đoán thông liên thất thì chúng ta phải coi là nó ở vị trí nào của vách liên thất, vách liên thất có bị lệch hàng hay không, nó có tương quan với các cái van tim như thế nào, với các cái dây chằng của van nhĩ thất như thế nào. Chúng ta coi cái kích thước lỗ thông có lớn hay không, có nhiều lỗ thông hay không, cái hướng dòng chảy qua lỗ thông như thế nào. Đây là những cái hình ảnh giả của thông liên thất mà chúng ta hay gặp trên lâm sàng. Khi mà cái tia siêu âm chúng ta song song với cái vách liên thất, thì lúc đó cái chỗ này vùng phần màng nó mỏng và chúng ta bị cái hiện tượng drop out ở đây, mà chúng ta tưởng là thông liên thất. Thứ hai nữa, chúng ta để màu vô, chúng ta thấy giống như cái dòng màu nó qua đây nhưng mà không phải, đó là hình ảnh giả. Hoặc là khi mà chúng ta cắt cái đường ra thắt trái đây, cái chỗ son vành nó mỏng này, van sanva nó mỏng, cho nên chúng ta nhìn tưởng là có khuyết ở đây, chúng ta tưởng là thông liên thất, nhưng mà nó không phải, nó nằm ở sau cái van động mạch chủ ngay chỗ cái son vành sanva. Để tránh cái sảo ảnh thì chúng ta nên khảo sát ở ít nhất là hai mặt cắt khác nhau và đặt đầu dò ở các vị trí khác nhau, coi thử nó có cùng hiện tượng như vậy hay không. Nếu mà đúng vậy chúng ta mới kết luận. Ví dụ như chúng ta để cái tia siêu âm nó vuông góc với vách liên thất, lúc này cái hình ảnh vách liên thất sẽ rất là rõ. Nếu mà có thông liên thất thì cái nó, nếu mà có mất liên tục ở đây thì cái hình ảnh nó sẽ chắc chắn hơn là so với các bốn buồn ở đây, nếu mà chúng ta thấy khiếm khuyết. Cái này thì để cho các anh chị phân biệt giải phẫu, màu vàng là phần màng, màu xanh này là phần nhận, màu đỏ là phần cơ bè. Thì chúng ta dựa vào cái này để chúng ta chẩn đoán là cái thông liên thất phần nào. Và thông liên thất là một trong những cái bệnh mà nó liên quan tới bất thường di truyền nhiều nhất. Và bất thường những cái thể là chiếm tới 20% thai có thông liên thất ha. Và ngoài ra nó còn có bất thường ngoài tim kèm theo nữa. Đây cái hình ảnh minh họa của thông liên thất, chúng ta thấy trên 2D là cái lỗ thông rất là nhỏ, chúng ta khó thấy nhờ cái đốp lơ màu đây ha. Chúng ta thấy cái dòng màu áp lực giữa hai thất bằng nhau, cho nên cái luồng thông nó qua là hai chiều, vừa màu xanh màu đỏ trong đây ha. Đây thông liên thất ha. Rồi một cái bệnh thường gặp nữa đó là hội chứng thiểu sản tim trái. Định nghĩa nó là một dạng bệnh tim bẩm sinh mà cấu trúc tim trái không đủ khả năng tưới máu cho hệ thống. Tức là tim trái không, lúc này không đủ khả năng bơm máu lên động mạch chủ lên, mà máu nó phải tưới ngược qua cái ống động mạch để ngược lại cái động mạch chủ, và thậm chí là nó tự ngược vô động mạch vành luôn. Các cái dạng giải phẫu của nó là có thể là do không lỗ van hai lá, không lỗ van động mạch chủ, nó làm cho tim bên trái nhỏ lại, lúc đó chúng ta không thấy cái tâm thất trái luôn. Còn nếu mà cái dạng khác nhẹ hơn đó là hẹp van hai lá, hẹp van động mạch chủ, thì lúc đó chúng ta thấy cái buồng thất trái nó còn nhỏ nhưng mà nó sẽ dày. Ngoài ra còn có các cái dạng khác như kinh dị thất không cân đối hay thất phải hai đường ra với hẹp van hai lá, thiểu sản thất trái, vân vân. Hội chứng thiểu sản tim trái ở mặt các bốn buồng, chúng ta sẽ thấy là thất trái nhỏ, dày và co bóp kém. Mõm tim thì tạo bởi chủ yếu là cái thất phải. Còn ở bình thường, cái tim bình thường thì cái mõm tim nó tạo bởi bình thường của cái mõm của thất trái. Và cái lan van của lỗ bầu dục ở đây thì nó đi từ trái qua phải chứ không phải từ phải qua trái. Và đớp lơ màu thì chúng ta chỉ thấy là đổ đầy của thất phải, tức là máu từ nhĩ phải xuống thất phải thôi. Chúng ta không thấy được cái màu từ thất trái xuống nhĩ trái. Ở đây cái hình minh họa trên bốn buồng thì chúng ta thấy là cái thất trái và nhĩ trái nhỏ, và chúng ta bỏ đớp lơ màu vô thì chúng ta thấy là cái dòng màu từ nhĩ phải xuống thất phải có màu đỏ này, chúng ta không thấy cái dòng màu từ nhĩ trái xuống thất trái. Ở trên mặt các ba mạch máu và khí quản thì chúng ta chỉ thấy hai mạch máu, tại vì lúc đó mạch chủ nhỏ quá, động mạch phổi nó giãn, nó kế bên từ mạch chủ trên, không thấy, hoặc là động mạch chủ rất là nhỏ,
và đặc biệt là chúng ta để đớp lơ màu vô mặt các ba mạch máu khí quản thì chúng ta sẽ thấy cái phổ đớp lơ ngược ở trong cái động mạch chủ, như nãy tôi nói cái phần sinh lý học đó ha. Thì các anh chị thấy là đây cái hình ảnh minh họa là cái máu từ thất phải bơm máu lên mạch phổ hướng về phía đầu giò có màu đỏ, trong khi đó thiểu sản tim trái máu không bơm máu lên động mạch chủ được, cho nên là qua cái ống động mạch nó tưới ngược lại cái động mạch chủ, nó xa đầu giò cho nên nó có màu xanh. Đây là hình ảnh minh họa của cái hội chứng thiểu sản tim trái. Chúng ta thấy cái tim phải, nhĩ phải, thất phải rất là lớn, trong khi đó tim trái gần như chúng ta không thấy. Chúng ta bỏ đớp lơ màu vô thì chúng ta sẽ thấy hoạt động của từ nhĩ phải xuống thất phải thôi. Chúng ta cắt dọc theo cung động mạch chủ thì chúng ta thấy động mạch chủ rất là nhỏ ha. Và chúng ta để mà các ba mạch máu và khí quản thì chúng ta sẽ thấy cái dòng đớp lơ ngược ở trong cái động mạch chủ đây nha. Rồi cái bệnh thứ tư đó là tứ chứng pha lô. Tứ chứng pha lô thì chúng ta sẽ thấy là một cái thông liên thất. Đây, động mạch chủ cưỡi ngựa trên vách liên thất. Động mạch phổi thì hẹp và nhỏ. Và cái tim nó làm việc dưới cái hẹp và động mạch phổi lâu ngày nó sẽ dày lên. Nó có bốn cái tất cả cho nên là người ta gọi là tứ chứng pha lô. Ở trong bào thai thì thường chúng ta chỉ thấy là hay gặp nhất là một cái thông liên thất, một cái động mạch chủ cưỡi ngựa và một cái vòng van động mạch phổi nó hơi nhỏ hơn cái vòng van động mạch chủ là chúng ta đủ để chẩn đoán tứ chứng pha lô. Chúng ta không có chờ đợi là phải đo vận tốc của van động mạch phổi phải cao, phải dày thắt phải thì lúc đó thì thường là phải sau sinh chúng ta mới thấy được đầy đủ các cái dấu hiệu này. Thông thường trong tứ chứng pha lô thì cái trục tim thường nó lệch trái, trục tim nó thường lớn hơn 60 độ. Trong khi đó trục tim bình thường này chỉ khoảng 45 độ thôi. Cái đường ra thắt trái thì chúng ta chú ý ở cái đường ra thắt trái bình thường thì cái góc giữa cái vách liên thất và động mạch chủ là nó tạo thành góc tù. Và đối với một cái đường ra thắt trái bình thường thì chúng ta sẽ không có thấy được cái dòng chảy từ thắt phải vào trong động mạch chủ. Trong khi đó tứ chứng pha lô vì cái động mạch chủ nó cưỡi ngựa cho nên máu nó sẽ bơm từ thắt phải vô trong cái động mạch chủ. Và cái động mạch chủ này nó không chia nhánh ở cái mặt cắt ngang ngực cao ha. Về siêu âm phát hiện tứ chứng pha lô thì chúng ta sẽ thấy bất thường của đường ra thắt phải, nó là hẹp phễu thắt phải, có thể chúng ta thấy hẹp van hay là hẹp nhánh ngay chỗ xuất phát. Các cái dấu hiệu tiên lượng nặng khi mà chúng ta chẩn đoán tứ chứng pha lô đó là cái theo dõi theo thời gian cái động mạch phổi nó càng ngày càng nhỏ đi, theo thời gian thì cái động mạch chủ càng ngày càng lớn hơn, cái dòng máu qua cái động mạch phổi nó càng ngày nó càng giảm hay là nó không có luôn, đó là dấu hiệu nặng. Hoặc là có cái phổi đớp lơ ngược trong động mạch, hoặc là không có thấy cái van động mạch phổi hoạt động, lúc đó là gọi là tứ chứng pha lô thể không lỗ van, không lá van động mạch phổi đó, thì lúc đó cái thân động mạch phổi nó giãn rất là lớn. Hoặc là có bất thường nhiễm chất thể, bất thường ngoài tim, thắt trái nhỏ, hoặc là có bất thường kết nối tĩnh mạch thì đó là những dấu hiệu nặng của tứ chứng pha lô. Như vậy đối với một bệnh nhân mà chúng ta nghi ngờ tứ chứng pha lô thì chúng ta thấy động mạch chủ cưỡi ngựa thì chúng ta phải tìm cái động mạch phổi nha. Cái động mạch phổi nó có ra từ thất phải, nếu mà nó nhỏ vừa thì chúng ta chẳng nói tứ chứng pha lô, nếu mà nó rất nhỏ là coi chừng là không lỗ van động mạch phổi kèm thông liên thất. Còn động mạch phổi mà rất lớn thì chúng ta phải nghĩ tới là không lá van động mạch phổi ha. Còn nếu mà động mạch chủ đi ra, động mạch phổi đi ra từ động mạch chủ cưỡi ngựa đó thì chúng ta phải nghĩ tới thân trung động mạch. Đây hình ảnh minh họa của tứ chứng pha lô. Chúng ta thấy đây là động mạch thông liên thất, động mạch cưỡi ngựa trên vách liên thất. Chúng ta thấy một cái động mạch phổi chia nhánh đây nó nhỏ hơn cái động mạch chủ ha. Chúng ta bỏ đo cái vận tốc qua thấy cũng không cao lắm ha. Bệnh thứ năm mà chúng ta cũng thường gặp ở trong bào thai đó là bệnh Epstein. Đó là do bất thường bẩm sinh của van ba lá, nó dính vào thành thất ha, làm cho cái thất này nhỏ lại, cái nhĩ này bự ra, đường ra thất trái dài ra, nó hẹp phổi và dẫn tới là thiểu sản của nhánh động mạch phổi và hở van ba lá càng ngày càng nặng. Đây là hình ảnh giải phẫu bệnh của cái bệnh Epstein ha.
bất thường của van ba lá dính vào trong cái thành thất phải, và thường là nó gây ra hở van ba lá nặng và nó giãn cái buồng nhĩ phải. Tiên lượng tử vong là tới 80-90% nếu mà chẩn đoán trước sinh. Các dấu hiệu mà em bé nó có phù nhau thai, giảm dòng máu qua buồng tắc thất phải, thiểu sản phổi thì tiên lượng rất là xấu. Và biểu hiện sau sinh thì đa dạng về mặt mức độ nặng. Và các yếu tố tiên lượng nặng đó là nếu mà biểu hiện vào thai có tắc nghẽn đường ra thất phải thì tiên lượng nặng. Để chẩn đoán phân biệt với những cái bệnh hở van ba lá khác, ví dụ như hở van ba lá nhẹ, bệnh tim bẩm sinh kèm loạn sản van ba lá, bệnh tim bẩm sinh có hẹp đường ra thất phải, bệnh tim bẩm sinh với hở van ba lá thay đổi theo cái chu chuyển tim, quá tải thể tích, co bóp cơ tim giảm, thì chúng ta có cái thang điểm về tiên lượng ở trong bào thai của Andrew và cộng sự nghiên cứu, tức là cái được gọi là SAS score, dựa vào cái tỷ lệ tim trên lồng ngực, dựa vào chỉ số Schillemer index, dựa vào cái dòng máu qua động mạch phổi có bình thường hay không, dòng máu qua ống động mạch, cái luồng thông, cái tỷ lệ của tim phải và tim trái. Chúng ta sẽ, nếu mà cái điểm càng cao trên 5 điểm thì nguy cơ tử vong càng cao. Đây là hình ảnh minh họa của bệnh Epstein này ha. Chúng ta sẽ thấy là cái van ba lá nó dính vào cái thành thất, gây ra hở van ba lá nặng, mà nhĩ phải thì tim phải giãn rất là lớn. Và cái hình ảnh trên lâm sàng chúng ta hay gặp đó là một cái bóng tim rất là to ha, có hở van ba lá nặng. Bây giờ chúng tôi đem phân tích giữa một cái nghiên cứu trên y văn thì thấy các cái tỷ lệ bệnh tim bẩm sinh hay gặp như vậy. Trong khi đó cái nghiên cứu chúng tôi cái tỷ lệ các cái bệnh hay gặp nó xếp như như đây. Thì đối với các cái y văn, nghiên cứu trên y văn thì thấy là hẹp eo động mạch chủ và chuyển vị đại động mạch, hai cái bệnh này nó đứng ở thứ 6, thứ 7. Trong khi đó cái nghiên cứu chúng tôi thì nó đứng tới thứ 13, 14. Mà hai cái bệnh này như nãy từ đầu tôi đã trình bày là nếu mà phát hiện được trước sinh thì sẽ cải thiện được tỷ lệ tử vong bệnh tật sau sinh. Như vậy thì ở chúng ta bị sót hai cái bệnh này khá là nhiều, cho nên nó mới bị tụt hạng xuống cái vị trí này. Bởi vì ở mà các bốn buồng chúng ta không rất là khó chẩn đoán được cái hẹp eo động mạch chủ cũng như chuẩn bị để động mạch. Và chúng ta bị sót như vậy cho nên em bé thường là bị tử vong sớm. Chúng ta không có thấy được cái đó là cái chúng ta thường là chẩn đoán không có đúng. Nên đó là những cái bệnh này chúng ta bị sót làm cái tỷ lệ mà xếp hạng của nó xuống thấp. Bây giờ mục đích của chúng ta là làm sao để đưa lại cho nó đúng cái vị trí của nó, giúp các anh chị tầm soát cho tốt. Đây là cái hình minh họa của cái bệnh chuyển vị đại động mạch. Thì đối với chuyển vị đại động mạch thì chúng ta sẽ thấy là động mạch chủ lúc này nó sẽ đi ra từ thất phải, động mạch phổi sẽ đi ra từ thất trái. Và lúc đó nếu mà thất phải thì bơm máu đen lên động mạch chủ đi nuôi cơ thể, rồi xong rồi về lại đây, vô đây. Còn trong khi đó là thất phải bơm máu đỏ lên động mạch phổi, trao đổi khí thành máu đỏ về lại nhĩ trái mới bơm lên lại. Thì nhờ có trong bào thai thì nhờ có lỗ bầu dục và ống động mạch còn mở cho nên máu nó còn trộn qua trộn lại. Và em bé nó còn sống được. Sau sinh khi em bé ra đời mà cái lỗ bầu dục ống động mạch đóng lại, hai cái vòng tuần hoàn này không có kết nối với nhau thì em bé sẽ tử vong nhanh chóng. Và người ta ghi nhận là nó chiếm khoảng 5-7% bệnh tim bẩm sinh. Tử vong lên tới 90% trong một năm đầu nếu mà chúng ta không điều trị. Tỷ lệ thì nam nhiều hơn nữ. Ở mặt các bốn buồng thường chúng ta thấy là nó bình thường, cho nên chúng ta hay bỏ sót. Và nó đơn độc, không có bất thường khác ở ngoài tim kèm theo. Nhiễm sắc thể đồ thường là bình thường. Và cũng may mắn là ngày nay ở Việt Nam thì chúng ta đã chữa được cái bệnh này một cách hoàn toàn và nó cho cái kết quả tốt. Để tiếp cận những cái bệnh phức tạp như vậy thì chúng ta tiếp cận phân tích theo tầng, coi định vị phủ tạng có bình thường hay không, kết nối nhĩ thất có bình thường hay không, tức là nhĩ trái có nối thất trái, nhĩ phải có nối thất phải hay không. Và đối với chuyển vị đại động mạch thì chúng ta sẽ thấy động mạch chủ thì nó sẽ đi ra từ thất phải, động mạch phổi và thất trái, và chúng ta sẽ tìm các bất thường khác kết hợp. Chẩn đoán trước sinh thì mà các năm buồng chúng ta sẽ thấy là động mạch
Thay vì động mạch chủ thì nó sẽ là động mạch phổi đi ra từ thất trái, cho nên nó sẽ chia nhánh sớm. Cung động mạch chủ và cung động mạch phổi thì nó sẽ song song với nhau. Chúng ta không thấy được cái dấu bắt chéo đại động mạch. Và các ba mạch máu thì chúng ta thấy động mạch chủ ở phía trước sau dưới động mạch phổi. Nghiên cứu của Vinan và Cộng sự năm 2006 ở những cái thai từ 13 đến 32 tuần thì nếu mà chúng ta chỉ sử dụng mà các bốn buồng thì chỉ phát hiện được 12% bệnh chuyển về động mạch không, còn 80% là chúng ta sẽ bỏ sót. Nếu mà chúng ta cắt được 5 buồng và đường ra ba mạch máu và khí quản á, thì gần như 100% trường hợp chúng ta sẽ phát hiện được. Do đó ở bệnh chuyển về đại động mạch chúng ta không phải chỉ cắt dừng lại mà các buồng, mà chúng ta phải cắt được 5 buồng và ba mạch máu khí quản, thì lúc đó chúng ta phát hiện tỷ lệ nó sẽ cao hơn. Do đó ngày nay hầu hết các khuyến cáo đều ghi nhận là chúng ta phải cắt được 5 mạch cắt ngang cơ bản ha, thì lúc đó cái tránh bỏ sót những cái bệnh này. Thách thức của chuẩn bị đại động mạch trong chẩn đoán là ưu điểm là người ta thấy là siêu âm tim thai có độ nhạy chính xác rất là cao trong bệnh chẩn đoán cái bệnh tim bẩm sinh, đặc biệt là chuyển về động mạch ở các bác sĩ chuyên khoa. Nhưng mà nhược điểm của nó là nếu mà chúng ta siêu âm tầm soát ở mặt các bốn buồng thì đa phần là bình thường, do đó là sẽ nếu mà chúng ta chỉ cắt bốn buồng không thì cái tỷ lệ tầm soát phát hiện rất là thấp. Nó thiếu cái dấu hiệu mà để chúng ta cần phải coi thêm như những bệnh khác, ví dụ như nó không có cái mất cân đối giữa các buồng tim, cho nên chúng ta cũng không có chú ý gì nhiều. Mất cân đối của các van tim và mạch máu, cái tim nó cũng không có lớn, trục tim nó cũng không có bất thường, do đó chúng ta rất dễ bị bỏ sót. Các dấu hiệu mà để gợi ý chẩn đoán đó là chúng ta thấy bất thường mà các năm buồng động mạch chia nhánh đi ra từ thất trái, đó là động mạch phổi, cung động mạch chủ và cung động mạch song song, nó mất dấu hiệu bắt chéo, mà các ba mạch máu thì động mạch chủ lên nó ở phía trước so với động mạch phổi, và chúng ta thấy hai mạch máu thay vì ba mạch máu. Đây là cái hình ảnh bốn buồng tim, nếu mà chúng ta cắt như vậy chúng ta thấy bốn buồng tim này thì nó hoàn toàn bình thường. Nên nếu mà chúng ta không cắt thêm các cái mạch cắt khác nữa thì chúng ta sẽ bị bỏ sót, chúng ta thấy bốn buồng mừng quá bình thường. Mà nếu mà chúng ta cắt lên trên chúng ta thấy cái động mạch này nó đi ra từ thất trái mà nó chia nhánh rất là sớm, và chúng ta thấy hai động mạch song song với nhau nha, là lúc đó chúng ta dễ chẩn đoán cái động mạch đi ra từ thất trái chia nhánh, động mạch song song mất cái dấu hiệu bắt chéo của đại động mạch chi nhánh này ha. Những em bé mà được chẩn đoán chuyển về đại động mạch thì phải sinh ở những nơi có thể làm được cái thủ thuật Raskin là để mở cái vách ly nhĩ đó ha. Và chúng ta nên lập kế hoạch trước sinh một cách chu đáo, có bác sĩ tim mạch lúc nào cũng túc trực trên điện thoại để tiến hành siêu âm lúc sinh, và quyết định có là nên làm mở vách ly nhĩ, thủ thuật Raskin hoặc là truyền vô sang Lenin, và sau đó là phải chuyển đến khoa ICU tim mạch để theo dõi. Như vậy để chẩn đoán cái chuyển về đại động mạch thì phải có tương hợp giữa nhĩ và thất, và bất tương hợp thất đại động mạch, hai động mạch song song đối với động mạch chủ phía trước và động mạch ở bên phải động mạch phổi, mà các bốn buồng ở trong chuyển về đại động mạch là thường bình thường. Ở mà các năm buồng thì chúng ta thấy động mạch phổi ra từ thất trái chi nhánh. Trong đa số cái trường hợp thì mà các ba mạch máu khí quản thì chúng ta thấy một động mạch, so với trường hợp mà ba mạch máu khí quản khác kia thì mình thấy hai động mạch là động mạch chủ và động mạch phổi. Cái bệnh thứ bảy mà chúng ta cần quan tâm đó là hẹp eo động mạch chủ. Eo động mạch chủ trong cái hình này là nó hẹp cái đoạn trên của động mạch chủ xuống đây ha, gần cái chỗ bám của cái dây chằng của ống động mạch. Chúng ta có thể là hẹp eo động mạch chủ đơn thuần, hay là hẹp eo động mạch chủ có kèm theo các cái dị tật của tim bẩm sinh khác, gọi là hẹp eo động mạch chủ phức tạp. Thì cái nghiên cứu ở Mỹ năm 2008 cho thấy trên tử thiết thì người ta thấy những cái bệnh tim bẩm sinh mà hay bị bỏ sót gây tử vong sơ sinh đó là hội chứng tiểu sản tim trái và hẹp eo động mạch chủ. Như vậy hẹp eo động mạch chủ là một cái bệnh mà chúng ta hay bị bỏ sót, khó phát hiện, và người ta cũng ghi nhận là nó khó phát hiện trong bào thai. Nhiều đặc điểm trước sinh không thấy do cái ống động mạch còn mở,
nó không có chênh áp qua cái chỗ hẹp. Dấu hiệu kinh điển có cái ngấn thì chúng ta cũng có thể không có thấy rõ, chúng ta khó cắt được cái cung động mạch chủ đẹp. Cái chẩn đoán thường là dừng lại ở mức nghi ngờ khi thấy các cái dấu hiệu gián tiếp và nó có cái vùng xám, tức là dương tính giả và âm tính giả khá là cao. Đây cái hình ảnh minh họa ở trong bào thai, ống động mạch nó còn mở cho nên máu nó vẫn đi qua bình thường, thì chúng ta có cảm giác chỗ này nó không có gì khác biệt so với bình thường. Nhưng mà khi mà cái ống động mạch đóng lại kèm theo cái lực cơ học nó kéo của cái dây chằng này, nó làm cho cái chỗ này hẹp lộ rõ ra. Nếu mà những trường hợp hẹp nặng, máu nó không có xuống dưới được, nó làm thiếu máu nuôi ở tạng, thì em bé nó sẽ vô trụy mạch, toan chuyển hóa và tử vong. Thường là tử vong ở nhà khi ống động mạch đóng hoàn toàn. Lúc đó thì em bé đã ở nhà rồi ha. Những cái manh mối để chẩn đoán trước sinh đó là chúng ta cần biết cái eo động mạch chủ bình thường nó như thế nào, để khi mà chúng ta thấy nó không bình thường thì chúng ta phải phát hiện ra liền. Thường là chúng ta sẽ thấy là mất cân đối giữa cái thất phải, thất trái cùng với thất trái nhỏ. Chúng ta cần có cảm giác tốt với kích thước thất trái, thất phải ha. Tại vì có những cái trường hợp sinh lý ở 3 tháng cuối thì thất phải nó hơi lớn hơn thất trái chút. Thông liên thất thì nó có lẽ làm cho mất cái dấu hiệu mất cân đối này đi, tức là thông liên thất nó làm chan hòa máu giữa hai thất, cho nên lúc đó cái vụ mất cân đối chúng ta sẽ khó thấy. Và thường là chúng ta sẽ thấy kích thước của động mạch chủ nó nhỏ hơn 50% so với kích thước của động mạch phổi. Chúng ta thấy thường bất thường của dòng Doppler qua cái vùng eo động mạch chủ. Có thể chúng ta thấy cái dấu hiệu số 3 ngay chỗ cái cùng động mạch chủ này, tăng cái khoảng cách giữa cái động mạch cảnh bên trái và động mạch dưới đòn bên trái. Và chúng ta đo cái kích thước eo động mạch chủ thường nó nhỏ hơn 3 mm lúc gần sinh, hoặc là thai mà trên 34 tuần mà chúng ta đo nhỏ hơn 3 mm thì chúng ta phải nghĩ tới coi chừng là hẹp eo động mạch chủ sau sinh. Các đặc điểm của hẹp eo động mạch chủ là chúng ta thấy cái thất phải lớn hơn thất trái, động mạch phổi lớn hơn động mạch chủ, chúng ta thấy dấu hiệu của thiểu sản cùng động mạch chủ. Đây là cái nghiên cứu của Hornberger về cộng sự năm 1994 đã chứng minh là cái màu hồng này đối với những cái tim bình thường, cái tỷ lệ giữa thất phải, thất trái hay là động mạch phổi, động mạch chủ thì nó chỉ xung quanh khoảng 1.2, 1.3 thôi. Còn ngược lại cái màu xanh này là đại diện cho những cái nhóm hẹp eo động mạch chủ, thì chúng ta thấy tỷ lệ tim phải, tim trái, động mạch phổi, động mạch chủ nó chiếm tới 1.7, 1.8 rồi. Như vậy thì mất cân đối rất là cao giữa cái tim phải, trái sao? Ở cái nhóm chẳng nói hẹp eo động mạch chủ so với cái nhóm bình thường. Và nếu mà chúng ta đo cái kích thước của cái động mạch chủ lên cung động mạch chủ và eo động mạch chủ, thì những cái kích thước của em bé hẹp eo động mạch chủ nó sẽ thấp hơn, nó nằm ở dưới 2 độ lệch chuẩn so với bình thường. Đây là hình ảnh minh họa của cái bệnh hẹp eo động mạch chủ này. Chúng ta thấy là cái tim phải rất là lớn, tim trái thì nhỏ ha. Chúng ta thấy cái động mạch phổi đây lớn này, động mạch chủ nhỏ xíu đây ha. Dọc cung động mạch chủ thì chúng ta thấy là cái cung động mạch chủ, động mạch chủ lên này tới cái cung động mạch chủ bắt đầu nó nhỏ dần đây. Cái dòng máu thì chạy ở trong cái cung động mạch chủ là nó riu nó nhỏ vậy đó. Đối với hẹp eo động mạch chủ thì tóm tắt các cái điểm là thất phải lớn hơn thất trái, động mạch phổi lớn hơn động mạch chủ, cung động mạch chủ thì bị thiểu sản hoặc là thiểu sản vùng eo động mạch chủ, thỉnh thoảng chúng ta thấy có luồng thông chiều từ trái qua phải ở lỗ bầu dục. Như vậy qua các cái bệnh tim bẩm sinh thường gặp mà tôi liệt kê cho các anh chị như là kênh nhĩ thất, thông liên thất, hội chứng thiểu sản tim trái, tứ chứng Fallot, bệnh Epstein, là những cái bệnh này chúng ta có thể phát hiện trên mặt cắt đống buồng. Còn cái chuyển vị đạo động mạch hẹp eo động mạch chủ thì chúng ta có thể phát hiện được ở mặt cắt các mặt cắt khác của mặt cắt ngang, ví dụ như ngang đường ra thất trái thì chúng ta tức là ra đường ra thất trái chúng ta sẽ thấy động mạch phổi đi ra từ thất trái để chẩn đoán chuyển vị đạo động mạch. Hẹp eo động mạch chủ thì chúng ta thấy mất cân đối giữa động mạch chủ và động mạch phổi, hay là ba mạch máu khí quản chúng ta thấy vùng eo nó nhỏ. Như vậy thì nếu mà chúng ta biết được tốt năm mạch cắt ngang cơ bản thì chúng ta sẽ phát hiện được hầu hết các cái bệnh tim bẩm sinh thường gặp ở đây. Và chúng ta học 7 cái bệnh tim bẩm sinh thường gặp này là nó đã chiếm 60% tổng bệnh tim bẩm sinh mà chúng ta cần phải biết
trong khi đó gần gần tới 100 dạng bệnh tim bẩm sinh khác nhau, mà chỉ cần biết 7 bệnh này thôi thì chúng ta đã chiếm gần 60%. Như vậy chúng tôi nhắc lại là năm mà các ngang cơ bản đó là ngang bụng cao, bốn buồng, đường ra thắt trái, đường ra thắt phải và ba mạch máu khí quản. Các chị phải thuần thục năm mà các ngang này thì các anh chị mới tầm soát được các cái bệnh tim bẩm sinh thường gặp. Và hầu hết các bệnh tim bẩm sinh đều nằm ở gần 90% bệnh tim bẩm sinh sẽ nằm ở các ngang này. Bài tới đây là hết. Các anh chị có đặt câu hỏi gì cho bài này không? Nếu mà không hỏi thì chúng ta tiếp tục giải lao cho tới 9:40 đi ha. 9:40 chúng ta sẽ vô làm một bài nữa. Rồi chúng ta nghỉ. Trong khi đó thì các anh chị có thể chuẩn bị câu hỏi nha. Dạ thưa em nghe luôn nghe.
À, bây giờ chúng ta bắt đầu bài thứ ba ha. Tham vấn sản phụ có thai mắc bệnh tim bẩm sinh. Cái việc tham vấn sản phụ có thai mắc bệnh tim bẩm sinh là khía cạnh khó nhất và quan trọng nhất của tim thai, nhưng mà cái phần ít được chú ý và đào tạo nhất nha. Cặp vợ chồng đầu tiên nên được giải thích sơ qua lúc bắt đầu siêu âm rằng là chúng ta cần một cái khoảng thời gian để kiểm tra toàn bộ các phần khác nhau của tim thai, và lúc này bác sĩ cần tập trung. Nếu mà chúng ta không nói thì nhiều khi cặp vợ chồng hay họ lo lắng quá và sẽ chen vào hỏi những câu hỏi làm chúng ta không có tập trung được làm chi tiết mà chúng ta đang cần phải suy luận, làm cắt mất cái dòng nghĩ của chúng ta. Và một cái điều chúng ta cũng ghi nhận là nếu mà có thực tập sinh hoặc là những người quan sát khác trong phòng thì chỉ có những cái hình ảnh mà đặc trưng thì chúng ta mới nói ra, chứ không nếu mà chúng ta cứ nói lung tung thì làm cho cặp vợ chồng dễ bị hoang mang lo lắng. Ví dụ như những hình ảnh chúng ta có thể thấy là bình thường thôi, nhưng mà đối với họ, họ nghe là họ lo. Ví dụ như thấy cái vách liên thất có cái lỗ khuyết kìa, hay là có cái nốt sáng trong tim kìa, nhưng mà đối với sản phụ hay là cặp vợ chồng ta tới ta siêu âm tim thai, người ta đã căng thẳng, người ta nghe bác sĩ nói như vậy thì người ta lại tưởng là con họ có một cái dị tật gì đó rất là trầm trọng. Về cái nguyên nhân mà gây ra bệnh tim bẩm sinh thì chúng ta thấy là tới cái thời điểm hiện nay chỉ có khoảng 30% là người ta mới tìm ra được những cái nguyên nhân do di truyền hay là hóa chất hay là những cái chất gây quái thai. Còn lại 70% là người ta chưa có tìm được nguyên nhân, hay người ta còn gọi là đa yếu tố, vừa cho do di truyền, vừa do môi trường, vân vân. Do đó là chúng ta phải hiểu để giải thích cho bệnh nhân. Có những cái là chúng ta biết được, có những cái chúng ta còn chưa biết được. Mục đích của cuộc tham vấn là chúng ta cung cấp chẩn đoán chính xác cái bệnh mà chúng ta chẩn đoán được. Thứ hai là chúng ta phát họa những lựa chọn có thể để chăm sóc và điều trị. Thứ ba là chúng ta cung cấp một hình ảnh tiên lượng rõ ràng và trung thực, nhấn mạnh cái chữ trung thực, cho bệnh nhân biết cái bệnh của con họ. Chúng ta phát họa những chăm sóc khác nếu có thể, và chúng ta giúp bố mẹ tiếp cận được cách chăm sóc tốt nhất đối với họ trong tình huống cụ thể. Ví dụ như đối với tình huống đó thì ông bà phải cần phải được thăm khám ở đâu, sinh ở bệnh viện nào, sau sinh cháu nó sẽ được chuyển đến đâu để được chăm sóc, chúng ta phải tư vấn cho rõ. Cuộc tham vấn lý tưởng thì không nên tiến hành trong phòng siêu âm, nhưng mà ở Việt Nam mình vì điều kiện thời gian, cơ sở vật chất không đầy đủ, cho nên nhiều khi là chúng ta siêu âm xong thì chúng ta tư vấn luôn tại chỗ luôn. Thường là chúng ta phải có một cái buổi hẹn khác, nên ở trong một cái không gian yên tĩnh, không bị quấy rầy, với cặp vợ chồng ngồi đối diện với bác sĩ để chúng ta tư vấn. Và người ta cũng dặn là không có sự mập mờ khi tham vấn. Cho nên người tham vấn trước tiên là chúng ta phải nắm vững cái tổn thương cụ thể đó. Chúng ta nắm vững thì chúng ta mới nói được, người ta mới tin tưởng mình. Chứ còn nếu mà chúng ta nắm lơ tơ mơ hiểu sơ sơ chút chút mà chúng ta nói thì người ta dễ không có cái niềm tin. Kế đến là chúng ta phải đưa ra một bức tranh đầy đủ cặn kẽ những điều sẽ xảy ra có liên quan tới bệnh, để cho người nhà họ hiểu diễn tiến tương lai con của họ như thế nào. Và chúng ta cũng hiểu rằng cái giới hạn của kiến thức hiện nay về tiên lượng dài hạn của bệnh về lâu dài, bởi vì cái tim bẩm sinh là cái ngành cũng tương đối là còn non trẻ hơn so với các ngành khác, tại vì cái phẫu thuật của tim bẩm sinh thì nó chỉ có phát triển mạnh trong vài chục năm gần đây thôi, nhưng mà cái cuộc sống của một đời người thì kéo dài tới 7 năm, thậm chí cả 100 năm. Như vậy những cái bệnh tôi ví dụ như chuyển về đại động mạch thì người ta mổ sẽ chữa hoàn toàn là cách đây 45 năm thôi. Chúng ta chỉ có biết cái tiên lượng về tới khoảng giai đoạn này thôi, chứ chúng ta còn chưa biết được cái giai đoạn sau nó sẽ ra sao.
Ví dụ như là nó sẽ bị bệnh mạch vành hay là nó bị hở van động mạch chủ nhiều hơn ở những cái đứa mà mổ về động mạch chẳng hạn, thì đó chúng ta còn chưa biết tiên lượng dài hạn của nó như thế nào. Về chẩn đoán bệnh thì có một phổ rộng về bệnh tim bẩm sinh, từ những tổn thương chúng ta không cần điều trị như là thông liên thất lỗ nhỏ, đến những cái tổn thương nặng mà chúng ta chỉ có thể điều trị tạm thời thôi, như là bệnh thiểu sản tim trái chẳng hạn. Thì nó cái phổ dạng rộng bệnh như vậy mà kiến thức chúng ta phải biết là rất là nhiều bệnh khác nhau, và chúng ta nên giải thích cho cặp vợ chồng về chất lượng cuộc sống và tuổi thọ đối với những cái bệnh tim bẩm sinh cụ thể đó. Cái việc phân loại tổn thương tim mạch theo thang điểm từ 1 tới 10 là cần thiết, với điểm 1 là nhẹ, điểm từ 3 đến 6 là bệnh có thể sửa chữa thành tim có cấu trúc giải phẫu bình thường, từ 7 đến 10 là sửa chữa thành tim một thất. Thì chút nữa tôi sẽ hướng dẫn các anh chị là tim bình thường phẫu thuật sửa chữa thành tim bình thường như thế nào, sửa tim một thất như thế nào ha. Đây là cái bảng thang điểm từ 1 đến 10, từ nhẹ đến nặng, hay là chúng ta chia là bệnh nhẹ, bệnh vừa hay là bệnh nặng. Hoặc là có cái bảng mà người ta tổng kết cho chúng ta, ví dụ như level 1, level 2, mức độ 1, 2, tức là mức độ 7 là nặng nhất, mẹ một là nhẹ nhất, 2V, 1V là sửa chữa thành một thất hay sửa chữa thành hai thất. Cái từ tham vấn có nghĩa là đối thoại chứ không phải là độc thoại, không phải chúng ta kêu bệnh nhân vô chúng ta nói la, xong chứ chúng ta đủ hà ra kêu hết giờ rồi, người ta chưa kịp phản ứng, chưa kịp nói gì hết ha. Là chúng ta nên bắt đầu câu hỏi bố mẹ của họ là cần biết thông tin đến đâu. Khi mà chúng ta đặt câu hỏi như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được là bố mẹ họ có cái phản ứng như thế nào, và cái trình độ của họ như thế nào để chúng ta biết, chúng ta tư vấn cho đúng. Và chúng ta thường là phải dùng sử dụng sơ đồ để giải thích nha. Tại vì nếu mà chúng ta không có sơ đồ, chúng ta nói cái lỗ tai này nó lọt qua tổ ai kia là về người ta cũng chả hiểu gì hết. Và cái thông tin chẩn đoán thì cần được viết ra, viết ra trên giấy, viết lại trên cái hình minh họa, để cho người ta biết cái chẩn đoán, rồi xong đó là phác họa các cách điều trị phẫu thuật nếu mà được. Thì khi mà có hình ảnh, có chữ viết như vậy về nhà, khi mà người ta bình tĩnh lại, người ta đọc thì người ta mới mới nhớ lại được. Còn nếu mà chúng ta chỉ nói không có một cái dấu bút ghi lại hết thì đa phần khi người ta ngồi nghe người ta hoảng loạn, xong rồi về người ta cũng chả nhớ là mình đã nói cái gì. Còn có một cái cách tiếp cận nữa là tiếp cận đa dạng liên quan một cái nhóm gồm có bác sĩ sản khoa, bác sĩ di truyền, phẫu thuật viên như một nhóm để hỗ trợ thông tin hoặc là thông tin thêm để cho bố mẹ họ dễ hiểu cái phẫu thuật đó như thế nào, gây mê như thế nào, vân vân. Cái đó cũng có một cái lợi để hỗ trợ thông tin đa dạng để sản phụ dễ hiểu. Nhưng mà nó cũng có cái nhược điểm là làm cho bố mẹ dễ bị khớp khi mà thấy đông người. Khởi đầu khi giải thích thì chúng ta nên đưa một cái hình ảnh của một cái tim thai ở trong bụng mẹ bình thường. Có bốn buồng tim, chúng ta cũng giải thích là có trong bụng mẹ thì cũng có những lỗ thông để lấy oxy từ mẹ qua nuôi cháu. Và khi ra đời thì mấy cái lỗ này nó phải đóng lại, bé nó mới có một cái tim như người bình thường. Khi mà nó hiểu cái tim bình thường rồi thì lúc đó thì chúng ta mới giải thích tới cái tim con của họ bất thường như thế nào thì người ta mới nắm được. Rồi cũng qua cái hình này tôi muốn nói với các anh chị là về các cái khái niệm điều trị bệnh tim bẩm sinh. Ngày nay thì ở về lĩnh vực tim mạch, người ta không có dùng cái từ là bệnh tim bẩm sinh chữa được hay không chữa được nữa, mà người ta chỉ có dùng cái từ là sửa chữa hoàn toàn hay là sửa chữa tạm thời. Sửa chữa hoàn toàn có nghĩa là phẫu thuật viên họ làm cái gì kệ họ, họ làm mấy lần cũng được, mà miễn sao họ làm được cái công việc là gắn được cái động mạch phổi vô thất phải, gắn được cái động mạch chủ vô thất trái, để cho cái máu đen lên động mạch phổi thành máu đỏ, máu đỏ mới về tim trái mới bơm máu đỏ này để đi cơ thể. Thì cái đó là phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn, em bé nó có cuộc sống cũng gần như người bình thường. Còn đối với những cái tim mà bị phức tạp quá,
người ta không có thể sử dụng hai cái bơm tim trái tim phải được, thì lúc đó buộc lòng người ta phải sử dụng cái bơm mà còn sử dụng được đó, người ta bơm máu lên động mạch chủ để đi nuôi cơ thể. Còn lại cái máu đen tĩnh mạch chủ trên chủ dưới người ta sẽ nối trực tiếp vô cái động mạch phổi, thì cái đó gọi là sửa chữa tạm thời hay là gọi là sửa chữa một thất ha. Thì máu đen máu đỏ chạy vô động mạch phổi đây để về lại máu đỏ, nó trao đổi khí xong giờ máu đỏ mới về lại tim trái bơm về lại cái tim tập nhất đó, cái tim nó mới bơm máu đỏ đi vô cơ thể. Thì đó là sửa chữa tim một thất. Những cái sửa chữa tim một thất sau một thời gian điều trị người ta thấy nó có một số nhược điểm, bởi vì nó bị ứ máu ở tuần hoàn ngoại vi, nó gây ra các biến chứng rất là nhiều, cho nên là ngày nay người ta mới có cái xu hướng gọi là cái tĩnh mạch chủ trên tư thế trọng lực nối vào động mạch phổi thì cũng còn ok, còn cái tĩnh mạch chủ dưới thì người ta sẽ tận dụng cái thất còn lại nhỏ nhỏ chút xíu cũng được, nó bơm máu lên phổi, người ta gọi là sửa chữa một thất rưỡi. Các anh chị sẽ hiểu khái niệm của trong sửa chữa bằng tim bẩm sinh nó như vậy. Về mức độ an toàn của chẩn đoán, khả năng thảo luận một chẩn đoán cụ thể chính xác thì phụ thuộc vào sự đầy đủ của siêu âm tim thai và bao nhiêu chi tiết đã được thu nhập. Những tổn thương mà phức tạp thì không phải bác sĩ nào cũng phát hiện ngay tức thì, đặc biệt ở giai đoạn sớm hay là chất lượng hình ảnh kém thì chúng ta có thể không có thấy rõ được, chúng ta có thể bị bỏ sót hoặc là cái bệnh nó còn tiến triển sau đó. Do đó là chúng ta cần phải để ý kỹ nha. Và bác sĩ tim mạch nhi khi mà làm siêu âm tim thai thì nên liên tục hỏi bản thân điều gì còn quên hay hiểu nhầm mà cho việc chẩn đoán bị sai biệt trầm trọng hay không. Ví dụ như chúng ta thấy một cái tim thai nó có hở van ba lá nặng, thì chúng ta phải coi cái hở van ba lá đó là do nó bất thường, bệnh ép sinh nó bị dính cái van ba lá vào cái thành thất nó làm hở van, hay là nó bị tăng áp lực trong buồng thất phải nó làm cho hở van, thì chúng ta phải kiểm tra xem cái động mạch phổi nó có bị hẹp hay không. Nếu mà nó có hẹp hẹp nặng nó làm tăng thì chúng ta có thể giải thích được phần nào. Còn lên động mạch phổi mà chúng ta thấy nó cũng không có hẹp nữa mà áp lực thất phải chúng ta đo rất là cao thì chúng ta phải coi thử nó có bị co thắt ống động mạch hay không. Thì đó là những cái mà chúng ta phải liên tục hỏi bản thân để giải thích cho cái hiện tượng đó. Và chúng ta có thể làm lại trong một thời gian ngắn, hoặc là cặp vợ chồng cần phải được gửi với bác sĩ tim mạch nhi có nhiều kinh nghiệm hơn để họ giúp chúng ta chẩn đoán. Cái tuổi thai nó cũng ảnh hưởng đến cái cuộc tham vấn. Thứ nhất là nó ảnh hưởng tới cho cái việc lựa chọn điều trị. Bởi vì theo thông lệ quốc tế, cụ thể là những cái nước châu Âu á, thì sau 24 tuần là người ta không có cho chấm dứt thai kỳ nữa. Trước 24 tuần thì người ta cũng có thể cho lựa chọn chấm dứt thai kỳ. Sau 4 tuần thì người ta coi em bé đó coi như là một con người rồi. Cho nên chúng ta không có thể chấm dứt thai kỳ, chỉ có chấm dứt thai kỳ khi mà có một cái hội đồng y khoa ký giấy đồng thuận thì lúc đó là mới chấm dứt, còn không nếu mà bố mẹ tự chấm dứt thai kỳ thì coi như là cái phạm tội giết người. Đối với họ sau 24 tuần thì người ta có thể nuôi em bé được, người ta có thể chữa mổ cái bệnh tim của bé Có thể em nên bị không có việc gì mà phải bỏ hết. Cái thứ hai nữa là nó cũng ảnh hưởng tới cái diễn tiến của bệnh, bởi vì những cái bệnh có thể là giai đoạn đầu nó chưa có tiến nghe đi chưa họ có sạc phát hiện, rồi theo thời gian thì đi họ sạc đây rồi đó. nó mới phát hiện ra hoặc là những cái bệnh giai đoạn đầu chúng ta thấy nhẹ nhưng mà diễn tiến nó càng ngày sẽ càng nặng hơn. Nè. Và những cái bất thường mà chúng ta có sự thay đổi tiến triển trong 3 tháng giữa thai kỳ, ví dụ như hẹp van động mạch phổi, hẹp van động mạch chủ hay eo động mạch chủ vân vân, là những cái bệnh mà nó có thể tiến triển nặng dần theo thời gian. Và khi tư vấn đó chúng ta cần để ý là có cái bất thường ngoài tim khác kèm theo hay không, tại vì chúng ta phải để cái tim ở trong một cái cơ thể thống nhất, cái tim chúng ta không có thể tách rời ra được. Ví dụ như em bé chúng ta thấy siêu âm tim là nó chỉ có cái thông liên thất thôi, nhưng mà nó có bất thường nhiễm thể ví dụ như trisomy 18 chẳng hạn, thì cái bệnh tim chúng ta có thể chữa được, nhưng mà cái trisomy 18 chúng ta đâu có thể mà cách nào mà chúng ta để chữa cho nó được. Cho nên chúng ta phải biết cái tổng thể của bé để chúng ta tư vấn.
Nếu chúng ta tư vấn nha, cái này thâm niên thất dễ lắm mổ được, nhưng mà chúng ta quên mất là em bé nó bị trisomy 18 rồi nha. Do đó chúng ta phải coi thử em bé nó có dị tật của các cái cơ quan khác kèm theo hay không, có bất thường thể hay không. Và người ta ghi nhận là khoảng 10% là bệnh tim bẩm sinh thai nhi nó có bất thường ngoại tim kèm theo nha. Và các cái bệnh tim mà có dễ có bất thường về mặt di truyền xếp thứ tự từ trên xuống dưới như thâm niên thất, kênh nhĩ thất, eo động mạch chủ, tuyến chứng pha lô, vân vân, thì nếu mà chúng ta biết cái tần suất này để chúng ta cảnh giác, biết rằng coi chừng nó bị bất thường di truyền đó ha. Và chúng ta thấy cái bảng này là ví dụ như là tỷ lệ mà bệnh tim bẩm sinh trong cộng đồng là ước lượng là 0.5%, rồi nếu mà có anh chị em thì nguy cơ sẽ tăng lên 2 đến 3%, nếu mà bố bị thì 2-3%, mẹ bị thì 5 đến 6%. Mà đã có hai người bị bệnh tim bẩm sinh rồi và bố bị thì nguy cơ là 10%, hơn hai người đã bị rồi mà đều ở trực hệ thứ nhất hết thì lên tới 50% là nguy cơ bệnh tim bẩm sinh. Chúng ta biết cái bảng này thì chúng ta cũng hiểu rằng khi mà gia đình đã có một em bé bệnh tim bẩm sinh rồi thì em bé sau nguy cơ bệnh tim bẩm sinh nó sẽ cao hơn. Do đó về nguyên tắc trong tim mạch, bệnh tim nào còn giữ để chữa được thì chúng ta nên giữ. Chứ còn nếu mà chúng ta bệnh tim chữa được mà chúng ta đem cho phép gia đình đi bỏ thai để rồi sau đó đứa sau nó lại bị bệnh tim bẩm sinh khác mà trúng cái bệnh tim bẩm sinh không chữa được, thì chúng ta đâu có quay ngược lại để mà lấy đứa trước để chúng ta chữa nha. Do đó về nguyên tắc bệnh nào chữa được thì chúng ta giữ lại, bệnh nào không chữa được thì chúng ta mới cho quyền chấm dứt thai kỳ nha. Và chúng ta cũng biết được cái diễn tiến bất thường của tim trong thai kỳ thì nó sẽ tăng tỷ lệ sảy thai ở thai nhi mà khi có bệnh tim bẩm sinh mà có bất thường những cái thể kèm theo, đặc biệt như là hội chứng Turner thì cái nguy cơ sảy thai nó sẽ cao. Sảy thai tự nhiên thì chúng ta có thể gặp ở trong những cái bệnh như Epstein, tuyến chứng Fallot mà có thể không lá van động mạch phổi, thân chung động mạch, hội chứng động giãn trái, đặc biệt khi mà nó có kết hợp theo bệnh kênh nhĩ thất rồi block nhĩ thất nữa thì nguy cơ sảy thai sẽ cao. Điều quan trọng là chúng ta phải biết rõ tần suất sảy thai chu sinh khi có một cái chẩn đoán cụ thể để chúng ta tư vấn cho bố mẹ cho đúng. Nghiên cứu một cái nghiên cứu cho thấy là điều trị không phẫu thuật cho thấy là tỷ lệ tử vong là 10% ở tuyến chứng pha lô hoặc là chuyển về tại động mạch, còn hội chứng tiểu sản tim trái là 35% sống sót sau khi phẫu thuật nọc út. Chúng ta biết để chúng ta tư vấn. Tôi có một cái ví dụ như là cặp vợ chồng đó đầu tiên là có đứa con là bị tuyến chứng pha lô, tôi tư vấn là giữ thai, nhưng mà bố mẹ đi nghe tư vấn chỗ khác, đó là tuyến chứng pha lô sinh ra em bé nó bị tím, cho nên là vợ chồng đó sợ quá mới bỏ thai. Sau đó thì có một đứa khác nó lại bệnh tim bẩm sinh, lúc này nó nặng hơn, quay lại thì lại kêu là lần này là quyết định bằng giá nào cũng phải giữ, tại vì sinh ra chưa có đứa nào hết mà bây giờ lần nào mang thai cũng có bệnh tim bẩm sinh hết, bây giờ họ quyết định là giữ đứa này. Thì chúng ta nếu mà chúng ta quay ngược lại cái đứa đầu là tuyến chứng pha lô chữa được thì chúng ta bỏ thì nó rất là uổng. Do đó là về nguyên tắc bệnh nào còn chữa được thì chúng ta nên khuyên bố mẹ để giữ lại. Như vậy thì để kết luận thì tham vấn là cái chuyện đối thoại, và chúng ta cho bố mẹ có thời gian để suy nghĩ. Chúng ta hiểu cái tâm tư nguyện vọng của bố mẹ chứ không phải là chúng ta độc thoại, chúng ta chỉ giải thích bla 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 cho xong cái chuyện của chúng ta, xong rồi chúng ta đuổi ra ngoài và chúng ta hối người ta trong một cái thời gian ngắn vài phút để người ta suy nghĩ quyết định một cái tương lai con họ, thì người ta đâu có thời gian, và chúng ta làm đẩy họ vào một cái chuyện quyết định rất là khó khăn. Cái thứ hai là chúng ta phải chẩn đoán mức độ càng chi tiết càng tốt cái tim thai đó. Khi mà chúng ta mà chẩn đoán chi tiết như vậy thì chúng ta mới tiên lượng được cái cuộc sống sau sinh của em bé như thế nào. Chúng ta phải giải thích cho vợ chồng hiểu tình huống thai nhi và
cần để có thời gian để người ta suy nghĩ, tìm hiểu. Và cũng không có một cái quyết định nào là đúng, cũng không có quyết định nào là sai. Tại vì chúng ta không có ở trong cái tình huống của họ, cho nên chúng ta không có phán xét họ là quyết định như vậy là sai, vậy là đúng. Mà cái quyết định phù hợp với tình huống của họ. Và cái mục đích chính của cuộc tham vấn của chúng ta là trấn an và giảm thiểu mức độ stress cho bố mẹ, để cho họ có cái mang thai được an toàn. Và cái đây là cái trang web về các cái bất thường tim mà có liên quan tới di truyền, để chúng ta biết, chúng ta tham vấn. Thì bài tới đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và các bạn. Các anh chị có hỏi gì thì tranh thủ mình đặt câu hỏi luôn nha. Thầy cho em hỏi đấy, mình chôn thai mà mình cũng hay ghi nhận được cái là cái nốt sáng ở tâm thất trái hoặc cả hai bên tâm thất đấy thầy, thì mình nên theo dõi và tư vấn như nào cho thai phụ? Cái nốt sáng này thì đúng là có rất nhiều người hỏi. Chị cũng có thể lên cái trang web của tôi là trang web siêu âm tim thai .com, có cái bài tôi viết về nốt sáng thất trái đó. Chị cũng có thể tìm hiểu thêm. Tôi giải thích sơ qua. Thì cái nốt sáng thất trái này thì đầu tiên là người ta phát hiện ở các cái nước châu Âu, phương Tây, người ta phát hiện và người ta thấy là khởi đầu là nó có liên quan tới cái hội chứng Down. Nhưng mà sau đó khi mà càng ngày siêu âm nó càng nhiều thì người ta thấy là cái tiêu chuẩn mà nốt sáng thất trái liên quan hội chứng Down nó chỉ ở, hồi trước là nó ở tiêu chuẩn chính major, sau này nó chuyển qua ở cái tiêu chuẩn phụ tức là minor thôi. Cái tỷ lệ mà cái mắc cái nốt sáng thất trái đó người ta thấy ở châu Á có vẻ như là nó cao hơn so với châu Âu. Cái tỷ lệ này lên tới gần 6-7%. Cái nếu mà có nốt sáng thất trái như vậy thì nguy cơ em bé nó bị bệnh Down hiệu chỉnh lại khi mà các anh chị làm cái double test á, các anh chị hiệu chỉnh lại, các anh chị nhân lên gấp đôi. Nếu mà cái hiệu chỉnh đó nó là 1/300 thì các anh chị nên cho chọc ối để coi thử em bé có bị hội chứng Down hay không. Còn chỉ có nếu mà nốt sáng thất trái đơn độc, nguy cơ xét nghiệm double test nó thấp, thì hầu như là không có bất thường gì ở tim. Đã ghi nhận là khoảng 90% cái nốt sáng đó nó ở bên tim trái, 5% còn lại là ở tim phải, 5% là ở tim phải và tim trái. Đối với trường hợp mà chúng ta thấy cái nốt sáng thất trái ở tim phải hay là ở cả hai thất thì lúc đó chúng ta nên đi tầm soát tim thai thêm để khảo sát tim thai chi tiết coi thử em bé nó có thường gì không. Còn lại là cái vấn đề chúng ta coi cái kết quả double test để chúng ta tư vấn về cái chuyện bất thường của hội chứng Down. Có một cái đặc điểm nữa tôi thấy đôi khi có một số anh chị lại nếu mà chủ quan quá hay là không có rành thì coi đọc cái nốt sáng thất trái nhưng mà thực ra cái đó là một cái khối u ở trong tim. Tôi đã gặp những cái trường hợp gửi tới tôi ghi là nốt sáng hay là nó sáng nhưng mà nó là bị bú tim, cho nên các anh chị phải cẩn thận. Nhiều khi mình coi thường nó quá thì chúng ta lại sót bệnh, nhưng mà chúng ta để ý nó quá thì nó lại bị bệnh nhân họ lo lắng. Nên về theo tôi, theo riêng tôi á, khi mà các anh chị thấy nó sáng ở trong tim thì các anh chị ghi nhận lại ở trong phần ghi nhận kết quả, các anh chị ghi nhận là tôi có thấy cái nó sáng ở trong thất trái hay thất phải gì đó, nếu mà tốt hơn nữa thì mình ghi kích thước là bao nhiêu. Còn cái phần kết luận thì các anh chị không ghi gì hết, kết luận thì ghi là tim thai bình thường, vậy là bệnh nhân họ sẽ đọc cái kết luận họ không có lo lắng gì hết. Đó là ý kiến của tôi nó như vậy. Như vậy thì còn nếu mà chi tiết hơn nữa thì cái bài viết về nốt sáng thất trái chị tham khảo thêm trên trang web của tôi. Em cảm ơn thầy. Em thấy cái phần nốt sáng thất trái thì liệu nó có liên quan đến tiên lượng về sau này của bệnh nhân, ví dụ như là bất thường về cái nhịp tim hay là bất thường về cái dẫn truyền tim, ví dụ có thể gây nên những cái ngoại tâm thu hay là những cái hội chứng như là Parkinson White hoặc là những cái rối loạn nhịp tim về sau này không ạ? Tới thời điểm hiện nay thì cái nốt sáng thất trái này thì người ta chỉ có khuyến cáo làm siêu âm, người ta thấy cái
dị tật tim bẩm sinh nó cao ở cái tần suất những cái nó kém nằm ở tim phải hoặc là ở cả hai thất. Còn ở thất trái đơn độc thì người ta thấy ít, nó cũng cần tương đương với cái cộng đồng nói chung, cho nên là chúng ta cần có nhìn để kỹ thôi, chứ còn không cần phải gửi đi tầm soát tim thai. Em thầy, em hỏi một câu nữa là với cái bất thường về nhịp tim ấy, ví dụ như là bệnh nhân ở cái quý 2 của thai kỳ tầm 18 đến 20 tuần mà mình phát hiện những cái bất thường rối loạn nhịp tim lúc nhanh lúc chậm hoặc là nhịp tim không đều ạ, thì cái việc mà mình có cần phải tham vấn ví dụ như là chọc uống hoặc xét nghiệm di truyền hoặc là điều trị cái rối loạn đấy hay không ạ? Cái phần rối loạn nhịp tim thì nó sẽ có một cái bài riêng. Nhưng mà mình phải hiểu là nó cái khoảng cái nhịp tim dao động bình thường là từ 110 cho đến 180 lần một phút. Nếu dưới 110 lần thì người ta gọi là nhịp chậm. Trên 180 lần là nhịp nhanh. Nếu mà ở trên hai thái cực đó là chắc chắn phải gửi đi bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Còn nếu mà nó ở trong cái khoảng 110 cho đến 180 mà nó không có đều, nó không có đều thì đó là mình thấy là cái không có đều này nó có thường xuyên hay là lâu lâu 2-3 phút nó mới có một cái không đều ra ngoại tâm thu, thì nếu mà 2-3 phút mới có một lần thì mình cũng không cần gửi đi làm gì, mình chỉ có theo dõi hẹn một tháng sau mình kiểm tra lại ở tuyến cơ sở của mình. Còn nếu mà mình thấy đó cái nhịp rối loạn nhịp đó là nó thường xuyên, ví dụ như mình thấy là ngoại tâm thu nhịp đôi hay là một phút như vậy mà nó tới gần 10 nhịp ngoại tâm thu chẳng hạn, thì chị phải gửi đi chuyên khoa tim mạch để người ta coi cái bản chất của loạn nhịp đó là gì, nó có nguy hiểm tới em bé hay không. Thì đó là hướng dẫn mà thầy đó làm việc thì phải có một cái bài riêng. Nhưng mà mình phải nắm cái khoảng 110 đến 180 là trong khoảng như được. Em thấy nhưng mà ý là trong cái khoảng thời cái quý 2 của thai kỳ là cái giai đoạn là thai còn rất là nhỏ đấy ạ, cái khả năng sống chưa cao ấy, thì cái việc mà hiện tại thì đấy mình siêu âm chưa thấy có bất thường gì về hình thái tim thai thì mình có cần phải gửi bệnh nhân đi ngay không ạ? Bởi vì là cái thời điểm đấy mình can thiệp thì mình cũng chưa có thể can thiệp gì cho thai vào cái thời điểm đấy ạ. Nếu mà nhịp nhanh quá người ta vẫn dùng thuốc can thiệp được chứ? Nghĩa là từ cái tầm mười mấy tuần là vẫn có thể can thiệp thuốc được ạ? Ừ, thuốc được hết. Bất cứ đó được. Nhịp chậm quá coi chừng là bị do nó bị người mẹ truyền qua, nó làm cho bóp nhĩ thất để tăng nhịp tim hoặc là người đang ngăn chặn cái tình trạng nhịp chậm nó tiến triển nặng hơn chứ. Dạ, tại vì là hiện tại thì như ở miền Bắc chỗ em, nghĩa là hiện tại ở chỗ em là bệnh viện phụ sản Hải Phòng đấy, thì cái cơ sở nào mà mình có thể chuyển đi gần nhất mà có cái điều trị rối loạn nhịp này cho con em bé ạ? Em ở tỉnh nào? Em ở Hải Phòng ạ. Hải Phòng thì thôi chắc em phải gửi xuống bệnh viện Bạch Mai hoặc là viện tim Hà Nội thôi. À, chứ còn không phải là bệnh viện Nhi à thầy? Cứ sợ bệnh viện Nhi ở đó họ không biết, tôi cũng chưa có được nhiều cái kết nối với ngoài đó lắm. Còn ở viện tim Thành phố Hồ Chí Minh ở trong chỗ thầy là đã xử lý và điều trị cái này rồi đúng không ạ? Dạ vâng, vâng, cảm ơn thầy ạ. Các anh chị còn câu hỏi nào khác không? Em thầy là em muốn hỏi là ví dụ như là cái trang web của thầy thì cái phần siêu âm tim thai.com ấy ạ, thì nó có cập nhật các cái hướng dẫn ví dụ như là cái bệnh lý tim này thì cái tỷ lệ mắc là bao nhiêu và cái tỷ lệ phẫu thuật được là bao nhiêu, hay là cái tiên lượng cho bệnh nhân, nghĩa là để các cái chỉ số để mình có thể tham vấn cho sản phụ trong cái thời điểm mà mang thai mà mắc dị tật tim bẩm sinh ạ. Thì nghĩa với từng cái tim bẩm sinh thì mình có những cái cập nhật mới nhất về những cái chỉ số cũng như những phẫu thuật tim đấy không ạ? Hiện nay thì ở đó thì chưa có một cuốn sách gọi là bệnh học tim thai giảng yếu của bác sĩ Tuyên với lại tôi có tôi hiệu đính á, thì chị có thể tìm trên mạng. Hiện nay thì chúng tôi bán cái sách này cũng đã hết rồi, chỉ có trên mạng là người ta tự in ấn lại rồi người ta bán đó. Thì chị có tìm hiểu cuốn sách đó. Trong cuốn sách đó thì mỗi chương nó có ghi là
cái bệnh đó nếu chúng ta phát hiện ra thì cái tỷ lệ sảy thai là bao nhiêu phần trăm, rồi sống còn sau mổ là bao nhiêu phần trăm, thì chị kiếm cái cuốn sách đó chị đọc bằng tiếng Việt, bệnh học tim thai giảng yếu. Tôi thấy trên mạng cũng bán rất là nhiều. Dạ vâng vâng, em cảm ơn thầy. Rồi nếu mà các anh chị không có câu hỏi nào để đặt nữa thì chúng ta nghỉ ha.